Chương 451 Tây Hải Kiếp. Tại Tây Mạc Đại Địa có một cái truyền thuyết, truyền thuyết này lai lịch không thể nào khảo cứu, tóm lại, nó dùng tuế nguyệt ra sức, dần dần làm cho cả Tây Mạc tất cả bộ lạc đều một mực nhớ kỹ, càng là ghi chép tại riêng phần mình bộ lạc trong điển tịch, lịch đại tương truyền, khả thi lúc giữa qua quá lâu, đã lâu đến rất nhiều người đã quên mất truyền thuyết này, cũng không phải là bọn hắn không biết được, mà là quên, trong truyền thuyết, tại cực kỳ lâu lúc trước tây mạc không phải đại địa mà là một mảnh hải cái mảnh này hải tồn tại ba vạn năm lúc này mới biến mất lộ ra phía dưới đại địa từng đã là cái kia đoạn tuế nguyệt tây mạc không gọi tây mạc danh tự của nó gọi là tây hải cái mảnh này hải cùng thiên hà hải không phải một cái màu sắc nàng màu sắc là tím diệt sạch hết thảy sinh mệnh ngăn cách hết thảy linh khí như là cấm khu sinh mệnh cùng thiên hà hải lẫn nhau cách một chỗ khu vực như lẫn nhau tận lực không đi dung hợp cùng một chỗ. Ở đằng kia truyền thuyết, tại năm đó Tây Hải, cũng không phải là không có đại địa, có như vậy một chỗ khu vực là duy nhất lục địa, cùng nam vực liền cùng một chỗ, chỗ đó. Chính là ngày nay mặt thổ, mặt thổ địa thế rất cao, loại này độ cao, bình thường tu sĩ sẽ không đi chú ý, nhưng trên thực tế, mặt thổ địa thế là cả Tây Mạc thậm chí Nam Vực, cao nhất địa phương, cao đến mức sợ Tây Mạc đã trở thành biển, mà mặt thổ như trước tồn tại. Trong truyền thuyết, cực kỳ lâu lúc trước, ở đằng kia tồn tại ba vạn năm Tây Hải lúc trước, Tây Mạc đã từng vẫn là là đại địa, tồn tại phong phú tài nguyên, có đủ nồng đậm linh khí, có thể lúc kia rơi xuống một cuộc liên tục rất nhiều năm mưa, đó là giọt mưa màu tím, này vũ không dung đại địa, mỗi rơi xuống một giọt. Liền tồn tại ở trên mặt đất, thời gian dần qua, đã trở thành dòng suối, đã trở thành hồ nước, cho đến đã trở thành hải. Cái này giật mưa màu tím, rơi vào sinh mệnh trên người, có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa, có thể ngăn cách hết thảy linh khí, khiến cho hết thảy trận pháp mất tác dụng, lại để cho tu sĩ khó có thể sinh tồn, lại để cho thiên địa lâm vào một mảnh hủy diệt, vô số thảm thực vật tử vong, vô số hung thú trở thành hài cốt, vô số sinh mệnh. Đi về hướng rồi con đường cuối cùng, đây là kiếp, một cuộc phát sinh ở Tây Mạc Đại Địa, đối với tất cả bộ lạc có sinh mạng mà nói, thiên địa đại kiếp nạn, cái này, chính là truyền thuyết kia, tồn tại ở bộ lạc từng cái trong bộ lạc. Giờ phút này, ngũ độc bộ đại tế tự, thân thể của hắn run rẩy hắn sắc mặt tái nhật. Chậm rãi giơ tay lên, tiếp được rồi một giọt mưa tử sắc, kinh ngạc nhìn xem, hắn rõ ràng phát giác được, trong cơ thể mình tu vi. Tại một giọt mưa này trong phạm vi, như là biến mất, thân thể của hắn càng phát ra run rẩy Mắt của hắn lộ ra sợ hãi, Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem mưa rơi vào cả vùng đất, rõ ràng có mặt đất có máu, rõ ràng có địa phương tồn tại khe hở, nhưng này mưa lại dường như lăn không trôi nổi, không rơi trong đó, không cùng máu dung hòa, đại tế ti sắc mặt đã là trắng bệt, hô hấp của hắn dồn dập, cái này làm sao có thể? Hắn thì thào, ngũ độc bộ những cái kia nguyên anh tu sĩ, cũng có một chút nhân, trong giây lát giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhao nhao đại biến ngay ngắn hướng nhìn về phía màn mưa tử sắc. Giờ khắc này, triệu U Lan thân lão đảo, lui ra phía sau vài bước, ngơ ngác nhìn mưa, nàng cũng nghĩ đến. Cái này một cái chớp mắt, kinh thứ bên trong, hướng ngũ bộ, ô binh bộ tộc công, cũng kinh ngạc nhìn xem này màn mưa tử sắc, dần dần sắc mặt hoàn toàn đại biến. Loại biến hóa này, đã vượt qua đối với bộ lạc sinh tử tồn vong tuyệt vọng, đã vượt qua hết thảy, kiếp, tây mạc đại kiếp nạn, truyền thuyết. Tây mặt một lần nữa biến thành Tây Hải, có thể hủy diệt hết thảy sinh mệnh tồn tại đại kiếp nạn. Ngũ độc bộ đại tế ti, lui thân sau vài bước, giờ khắc này, cái gì chiến tranh, cái gì danh ngạch, hết thảy lợi ích sự tình, toàn bộ đều không trọng yếu, hắn không chút do dự triển khai truyền tống, đến nghiệm chứng trận này màn mưa tử sắc thiệt giả, có thể truyền tống trận lúc trước còn có thể sử dụng, nhưng hôm nay, mặc cho trận pháp này như thế nào vận chuyển, đều không thể triển khai chút nào truyền tống chi lực, như là bị ngăn cách đã mất đi hiệu quả, một màn này hóa thành nổ vang, quanh quẩn ngũ độc bộ đại tế ti trong ốc, di chuyển, bộ lạc muốn di chuyển, tây mặt phía bắc khu vực, tất nhiên thế thấp nhất qua địa phương, nơi này là sớm nhất trở thành tây hải địa phương, bộ lạc muốn di chuyển, muốn di chuyển đi phía nam, đi. Cùng nam vực liên tiếp mặt thổ, ngũ độc bộ đại tế tự thì thào mở miệng, giờ phút này mưa càng lúc càng lớn, đã có tu sĩ phát giác được trong thiên địa linh khí đang dùng tốc độ cực nhanh, dần dần càng phát ra mỏng manh đứng lên, một màn này, lập tức lại để cho tất cả ngũ độc bộ tộc nhân, sắc mặt biến hóa, mặt thổ. Mặt thổ. Ta hiểu được. Ngũ độc bộ đại tế tự thân thể chấn động, mở to mắt, hô hấp càng thêm dồn dập, ta hiểu được, nhiều năm trước, tây mặt ba cái trảm linh lão tổ tồn tại siêu cấp bộ lạc, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, xâm lấn mặt thổ, càng là tại mặt thổ nâng đỡ không ít thế lực thậm chí không tiếc xúc phạm nam vực phát động ra chiến tranh càng là tại chiến trường qua đi bộ lạc của bọn hắn còn có rất nhiều phụ thuộc vào bộ lạc của bọn hắn đều di chuyển đi mặt thổ lúc ấy chúng ta đều cho rằng bọn họ là muốn tại mặt thổ vòng ra một cái khu vực thuận tiện cùng nam vực tiếp xúc có lẽ vẫn tồn tại rồi rất nhiều kia mục đích của hắn có thể dưới mắt ta hiểu được ngũ độc bộ đại tế tự thì thào hô hấp của hắn càng phát ra dồn dập cái này ba cái siêu cấp bộ lạc bọn hắn đích thị là đã sớm biết được hảo kiếp hàng lâm, cho nên bọn hắn chiếm cứ mặt thổ, như vậy dưới mắt, vô luận ai muốn đi mặt thổ, đều cần đạt được đồng ý của bọn hắn, không đánh mà thắng, trực tiếp điều khiển tay mặt tình hình, dùng này kiếp, nắm giữ tay mặt nghìn tộc sinh tử vận mệnh. Ngũ độc bộ đại tế ti mắt lộ ra lo lắng, mặt thổ rất nhỏ, không cách nào dung nạp tất cả tay mặt bộ lạc, như vào không được, tức thì toàn tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ độc bộ tại phía Bắc, cự ly này trong xa hơn. Ngũ độc bộ tất cả tộc nhân nghe lệnh, lập tức ly khai nơi đây, không tiếc hết thảy đại giới, triển khai tốc độ nhanh nhất, mau trở về bộ lạc. Ngũ độc bộ đại tế tự chợt mở miệng, giờ phút này là tranh thủ thời gian trước mắt, cùng trước mắt cái này ô thần tàn quân chiến tranh, lập tức liền không có ý nghĩa, thậm chí hắn giờ phút này đều hối hận, vì sao phải khởi xướng trận chiến này, thanh âm của hắn quanh quẩn, truyền vào tất cả ngũ độc bộ tộc nhân bên tai, lại để cho mọi người sững sờ, có thể những cái kia lúc trước có chỗ đoán trưởng lão, nhưng là nguyên một đám lập tức sắc mặt tái nhợt, lập tức bay lên, cùng nhau truyền ra mệnh lệnh, rất nhanh đấy, toàn bộ ngũ độc bộ người, dần dần không tiếp tục công kích, hơn hai vạn nhân, mấy vạn dị yêu, toàn bộ tại nổ vang, thẳng đến xa xa mà đi, triệu u lan trong đám người, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng ô thần bộ kinh thứ phòng hộ, trong mắt phượng lộ ra một vòng lợi hại chi mang, đoạn tay chi cừu, ta sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Triệu U Lan thở sâu, quay người nhoáng một cái, theo ngũ độc bộ người, rất nhanh đi xa, cho đến ngũ độc bộ người ly khai, kinh thứ dần dần tiêu tán, mạnh hạo từ khoanh chân đứng lên, nhìn xa chân trời, phía sau của hắn, là trong bộ lạc giờ phút này còn sót lại hơn 2.000 nhân mạng, truyền ra sống sót sau tai nạn hoang hô, nhưng này hoang hô, không cách nào tiêu tán mạnh hạo nội tâm che lấp, bên cạnh hắn ô binh bộ tộc công, trên mặt lộ ra đắng chát thật sự sao? Mạnh hạo chậm rãi mở miệng, ngũ độc bộ lo lắng như thế ly khai, truyền thuyết hạo kiếp, ứng với thật sự phủ xuống, trận pháp mất đi hiệu lực, thiên địa linh khí diệt sạch, hết thảy sinh mệnh hủy diệt, duy nhất sinh cơ, chính là di chuyển, đi phía nam, một đường hướng nam, đến mặt thổ. Ô binh bộ tộc công, trầm thấp mở miệng, mặt thổ. Mạnh hạo thân thể chấn động một cái, cùng ngũ độc bộ đại tế ti giống nhau, Mạnh Hạo cũng nghĩ đến mặt thổ trận kia Tây Mạc tham dự chiến tranh, nghĩ tới chính mình trước khi đi, thấy một ít Tây Mạc bộ lạc, cả tộc bước vào mặt thổ tình cảnh, nguyên lai, là nguyên nhân này. Mạnh Hạo thở sâu, hắn hiểu được rồi tại mặt thổ lúc, hắn sẽ không giải sự tình, tại sao lại có mặt thổ cuộc chiến, tại sao lại có Tây Mạc toàn lực tham dự, mà lại vì sao, Nam vực bỏ mặt việc này phát sinh, tùy ý Tây Mạc chiếm cứ mặt thổ, bởi vì thiên địa đại kiếp nạn xuống, Nam vực như ngăn cản, chẳng khác nào là bức tây mạc toàn lực khai chiến, so sánh với cùng này, Nam vực càng hy vọng chứng kiến cục diện như vậy, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn xem càng lúc càng lớn màn mưa tử sắc, cặp mắt của hắn, nhưng là lộ ra kỳ dị chi mang, ngăn cách thiên địa linh khí, hủy diệt hết thảy sinh mệnh, đại địa trở thành biển rộng. Nhưng này đối với ta mà nói, cũng không phải như thế, của ta hỏa thuộc tính đồ đằng nếu như có thể do đang đông bất diệt hỏa hình thành, như vậy đã nói lên thiên địa vạn vật, ngũ hành ở trong, đều là ta có thể cảm ngộ cơ duyên chỗ, như vậy còn có cái gì nước, so ra mà vượt biển rộng, còn có cái gì biển rộng, so với bên trên cái này xưng là tây mạc hảo kiếp, mà ngăn cách thiên địa linh khí. Ngoại trừ cực phẩm linh thạch ta có thể hấp thu bên ngoài, ta đã rất nhiều rất nhiều năm, chưa từng hấp thu thiên địa linh khí, cho nên ta muốn nuốt đan dược, cho nên cũng dưỡng thành vào ta, mỗi một lần ra tay trong cơ thể linh khí đều muốn nghiêm khắc khống chế thói quen, cũng gián tiếp lại để cho ta nhất định phải am hiểu luyện đan, thậm chí có khuynh hướng ti long, bởi vì ti long có thể sử dụng ta cường đại đồng thời, cũng không hao phí ta quá nhiều linh lực, ta duy nhất muốn lo lắng là trận mưa này trong nước diệt sạch sinh cơ. Có thể vô luận như thế nào, Ta có thể nói là đây Tây Mạc Đại Địa duy nhất một người tại dưới Tây Mạc Đại Kiếp Nạn, thích hợp sinh tồn chi nhân. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, có thể quay đầu lại mắt nhìn sau lưng những cái kia không biết được hạo kiếp sự tình, hoang hô ngũ bộ tộc nhân, còn có những cái kia vui vẻ hài đồng lúc, mạnh hạo đã trầm mặt, kim ô, ta đã lấy được ngươi truyền thừa, bộ lạc của ngươi cũng xưng ta là thánh tổ, cùng ta đồ đằng liền lại với nhau, đây là ngươi, muốn cho ta cho bọn hắn che chở sao. Mạnh hạo trầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, giờ này khắc này, tại đây tây mặt phía bắc khu vực, tất cả đại địa, tất cả bầu trời đều phủ xuống mưa màu tím, bầu trời không còn là nắng ráo sáng sủa, mà là trở thành rồi lờ mờ, như vậy lờ mờ, đem tiếp tục cực kỳ lâu, cả vùng đất, tại đây mưa không ngừng hàng lâm, nước động càng ngày càng nhiều, thậm chí không chỉ là cái này Tây Mạc Phương Bắc, giờ phút này Đông, Tây, còn có phía Nam, cũng đều tại thời khắc này, hạ nổi lên màn mưa tử sắc, tại trận mưa này trong nước, lần lượt trong bộ lạc, truyền ra kinh hô, chấn động tâm thần, Tây Mạc đại kiếp nạn, hàng lâm Tây Mạc chương 452, hy vọng. Toàn bộ Tây Mạc Đại Địa, tại này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đông đảo bộ lạc, toàn bộ đều cay đắng bên trong, làm ra quyết định này. Có thể quyết định này, nói đến dễ dàng, hay là đối với những kia đại bộ mà nói, cũng xác thực là không khó, nhưng đối với giờ khắc này ô thần bộ lạc tới nói, di chuyển. Bằng diệt vong, toàn bộ Tây Mạc Đại Địa truyền tống trận, tại ngăn ngắn mấy ngày, gần như toàn bộ mất đi hiệu lực, đặc biệt là Tây Mạc Bắc Bộ, theo địa thế chỗ trũng, này liền tạo thành tử vũ lượng lớn ngưng tụ, thậm chí có thể tưởng tượng được, vùng phía Tây, Nam Bộ, phía Đông tử vũ, tại rơi vào đại địa sau, theo toàn bộ Tây Mạc địa thế, sẽ từ từ hướng về Bắc Bộ dung hợp, trước hết trở thành biển rộng, nhất định là Tây Mạc Bắc Bộ, nếu như ô thần ngũ bộ không có trải qua ngũ độc đại bộ chiến tranh, như vậy bọn họ còn có nhất định di chuyển lực lượng, nhưng hôm nay... Tính cả những kia tuổi nhỏ hài đồng, lớn tuổi lão nhân, toàn bộ ô thần ngũ bộ, chỉ còn dư lại hơn 2.000 người. Cùng với trước hơn vạn so với, toàn bộ bộ lạc thực lực đã nghiêm trọng rơi xuống. Giờ khắc này quy mô, chỉ tương đương với tay mặt một cái bộ lạc nhỏ thôi, hơn nữa. Theo truyền tống trận mất đi hiệu lực, theo trong bộ lạc có gần như một nửa tộc nhân, là không có tu vi người bình thường, liền không cách nào lấy phi hành đến di chuyển, mà là cần đi bộ, chúng ta đi không tới mặt thổ nơi đây khoảng cách mặt thổ, quá mức xa xôi, dù cho là lấy nguyên anh tu vi không ngủ không ngớt phi hành, cũng cần chí ít thời gian 10 năm, nếu như là đi bộ. Cần hơn 1.000 năm, hơn 1.000 năm di chuyển. Chúng ta ô thần bộ lạc, còn tại sao? Ô binh bộ tộc công, vị kia thương bắn ra ông lão, đứng ở mạnh hạo bên người, vẽ mặt bên trong mang theo vẻ oải, hắn dáng vẻ càng già nua. Giờ khắc này quay đầu lại nhìn dần dần bình tĩnh lại dựng che mưa chi một nghĩ lại tộc nhân. Cây đắng mở miệng, tử vũ sẽ dần dần ngăn cách linh khí, đến vào lúc ấy, chúng ta đều sắp trở thành phàm nhân, trong nước mưa tuyệt diệt tâm ý sẽ ăn mòn thân thể, khiến người càng ngày càng suy yếu cho đến chết, càng không cần phải nói trong bộ lạc hài đồng cùng người bình thường, bọn họ chính là nhóm đầu tiên tử vong người. Sau đó, sẽ tử vong càng ngày càng nhiều, cho đến tại di chuyển trên đường, bộ tộc diệt vong tộc công âm thanh càng ngày càng cay đắng lẩm bẩm nói nhỏ mặt khác trận này di chuyển là toàn bộ tây mạc hết thảy bộ lạc cộng đồng hành vi tại trên đường này theo đồ ăn theo tài nguyên theo các loại vi sinh tồn cần thiết sẽ triển khai hỗn loạn chiến tranh tại này trong chiến tranh mỗi cái bộ lạc tranh cướp lẫn nhau đều là để tự thân bộ lạc có thể tồn tại xuống bây giờ ô thần bộ lạc không có tư cách này còn có mặc dù là chúng ta thành công đi qua hơn một nghìn năm coi như là chúng ta may mắn không có bị thôn phệ có thể tại tới gần mặt thổ lúc chúng ta có tư cách gì bước vào khu vực có hạn chứa đựng bộ lạc cũng có hạn mặt thổ nhiều như vậy đại bộ nhiều như vậy trung đẳng bộ lạc chúng ta làm sao từ trong bọn họ bộc lộ tài năng để khống chế mặt thổ mấy đại cự đầu nhận nhưng chúng ta ô binh bộ tộc công lắc đầu nhìn về phía mạnh hạo Mạnh hạo trầm mặt, hắn đã thấy có một ít vốn là thể nhược hài đồng, đang bị nước mưa tới người sau, xuất hiện sinh mệnh suy yếu, trận này tử vũ, sẽ tuyệt diệt tất cả tồn tại, vì lẽ đó, thánh tổ đại nhân, ngươi. Đi thôi. Tộc công ngóng nhìn mạnh hạo, như chặt đinh chém sắt mở miệng, rời đi nơi này, rời đi ô thần bộ lạc, lấy thánh tổ tu vi của đại nhân, lấy ngươi đại thân phận của ti long, bất luận cái nào bộ lạc đều sẽ tình nguyện ở cái này thêm chốt thời kỳ, tiếp thu ngươi mang theo ngươi cùng đi mặt thổ đây là thánh tổ đại nhân sinh cơ vị trí còn chúng ta tộc công lần thứ hai quay đầu lại liếc mắt nhìn xây dựng ra che chắn nước mưa lâm thời trong bộ lạc ngũ bộ tộc người trong mắt của hắn lộ ra một vệt bi thương chúng ta không sẽ rời đi cố thổ nếu như nhất định là diệt tộc chúng ta sẽ chết cùng một chỗ tán cùng nhau cùng tổ tiên cùng ở tại cùng những kia chết trận tộc nhân cùng ở tại nếu như vậy hay là những hài tử kia, còn có lớn lên cơ hội. Tộc công thân thể, tự càng già nua, phản phất sinh cơ chính đang chậm chậm trôi qua, mạnh hạo lần thứ hai trầm mặt, hắn không biết nên nói cái gì, giờ khắc này chỉ có thể quay đầu lại, yên lặng nhìn ô thần ngủ bộ tộc nhân, hắn nhìn thấy ô trần, nhìn thấy ô linh, nhìn thấy đang ngủ hô mụ mụ hài đồng, nhìn thấy chảy nước mắt, tưởng niệm người thân ông lão, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, bãi ở trước mặt của hắn, chỉ có hai cái lựa chọn, đi. Hoặc là lưu, đi, lấy mạnh hạo đặc thù, hắn chính là này tây mạc đại địa bên trong, bây giờ trận này tử vũ dưới, lớn nhất có sinh tồn năng lực giả, không có một trong, nhưng nếu lưu, mạnh hạo than nhẹ một tiếng, không nói gì, mà là xoay người hướng đến bộ lạc, theo hắn đến gần, bộ lạc tộc nhân dùng dập trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, tại mạnh hạo mỉm cười bên trong, hắn trở lại phía sau núi trong sân, nơi này, vũ rất lớn, Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên, bên cạnh hắn yêu quần vần quanh, đại mau nằm nhòi mạnh hạo bên cạnh, phát sinh ô ô ô ô âm thanh, trên người nó có thương tích, có thể nhưng sẽ không trí mạng. Mạnh hạo yêu quần, giờ khắc này chỉ còn dư lại hơn 6 ngàn đều mang theo thương, đều tại từng người khôi phục, cổ lạp đẩy nước mưa, đang bề bộn lục tại yêu quần bên trong, vì chúng nó chuẩn bị đồ ăn, vì chúng nó đơn giản xử lý vết thương, bầu trời xa xăm, một mảnh tối tăm, nước mưa càng lúc càng lớn, như vậy không trung, như vậy đại địa, dần dần trở thành ngột ngạt, bao phủ tại mạnh hạo nội tâm, bao phủ tại hết thảy ô thần tộc tâm thần của người ta bên trong, phải đi sao? Hay là các loại anh vũ trở về sau, trời đi nơi này, là lựa chọn tốt nhất, có thể? Mạnh hạo lần thứ hai trầm mặt, xưa nay đến tây mặt sau, hắn liền sinh sống ở ô thần ngũ bộ bên trong, được hắn muốn tạo hóa, có thể ô thần ngũ bộ, cũng bởi vậy trả giá đánh đổi cho dù khách quan tới nói tất cả những thứ này không có quan hệ gì với mạnh hạo nhưng ở về tình cảm mạnh hạo đi không đa nghi bên trong làng ranh kia chỉ là ô binh bộ tộc công lời nói rất có đạo lý ở tình huống bình thường ô thần ngũ bộ là không có tư cách di chuyển coi như có thể di chuyển mặt thổ cũng không phải tầm thường bộ lạc có thể bước vào mạnh hạo nghĩ đến mặt thổ nghĩ đến mặt thổ tràng đại chiến kia bên trong tay mặt tu sĩ bóng người thật một hồi kinh thiên động địa tính toán, lấy kiếp nạn này, lấy mặt thổ làm dụ, tính toán toàn bộ Tây Mạc. Như thế xem ra, cũng nhanh đến khống chế mặt thổ Tây Mạc đại bộ, lộ ra răng nanh thời điểm. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua hai tháng, hai tháng này đến, tử vũ chưa bao giờ đình chỉ chốc lát, nước mưa càng lúc càng lớn, mạnh hạo không cách nào kế tục ở tại phía sau núi, bởi vì nơi đó đã trở thành một mảnh quá đầu gối dòng suối, ô thần ngũ bộ tộc nhân, chuyển tới trên đỉnh ngọn núi, tại này trên đỉnh núi, dựng che chắn nước mưa lều, với này lều bên trong, này hơn 2.000 người, yên lặng sinh tồn, đã bắt đầu có tộc nhân, xuất hiện suy yếu, mạnh hạo khoanh chân ngồi ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn phía xa sơn mạch, nguyên bản xanh ung, giờ khắc này trở thành tử vong hôi hắc, hết thảy thảm thực vật, đều đã chết héo, mỗi ngày, đều có thể nhìn thấy hoặc là chạy trốn mà qua, hoặc là phi hành đi xa dị yêu chúng nó đều là sinh tồn tại sơn mạch nơi sâu xa tại trường hảo kiếp này bên trong di chuyển không chỉ là tu sĩ cũng có chúng nó trên mặt đất đã có không ít khu vực trở thành màu tím đó là vô số dòng suối hội tụ trở thành sông lớn có thể tưởng tượng đến ra trải qua một thời gian nữa như vậy sông lớn từng cái từng cái dung hợp sau sẽ trở thành hồ khi này dạng hồ cái này tiếp theo cái kia sau khi xuất hiện biển rộng liền hình xong rồi nếu không thể mang bọn ngươi đi, ta lại ở chỗ này, bồi tiếp các ngươi một đội, chờ đợi tử vong đến, không thể để cho tử vũ đem bọn ngươi mai táng. ô thần ngũ bộ bia mộ, hẳn là có người vì bọn họ, khắc xuống hết thảy tên gọi, mạnh hạo trong lòng có chút phiền muộn, hắn không nghĩ tới phương pháp khác, bởi vì, đối với ô thần ngũ bộ mà nói, phía trước không có hy vọng, mặt thổ, có thế tính là một cái hy vọng, có thể cái này hy vọng không trực quan, cái này hy vọng không có sung kích, bởi vì tại con đường này trên có quá nhiều quá nhiều bộ lạc sẽ nhằm phía mặt thổ tại trong quá trình này ô thần ngũ bộ rất khó cướp tại tất cả mọi người trước trừ phi có một cái hy vọng mạnh hạo ngẩng đầu lên nhìn phía xa trong thiên địa tử vũ lẩm bẩm mở miệng thời gian lần thứ hai trôi qua một tháng ngày đó đột nhiên một cái hy vọng xuất hiện ở mạnh hạo trước xuất hiện ở hết thảy ô thần ngũ bộ tộc nhân trước mặt đó là một thanh âm một cái vang vọng toàn bộ Tây Mạc Bắc Bộ, vang vọng phía Đông, vùng phía Tây, Nam Bộ, không biết lấy cái gì pháp thuật, thần thông nào, triển khai không biết cỡ nào tu vi thâm hậu, do đó truyền ra, bao trùm toàn bộ Tây Mạc Đại Địa âm thanh, Tây Mạc Đại Địa, hết thảy bộ lạc những đồng bào, các ngươi khỏe, nơi này là đến từ mặt Thổ Thiên Tùng Đại Bộ, Mang Viêm Đại Bộ, Yêu Điệp Đại Bộ tạo thành Thiên Đình Liên Minh, đối với khắp cả Tây Mạc Đại Địa hết thảy tu sĩ lần thứ nhất thông cáo, thời khắc này, Mạnh hạo ngẩng đầu lên, ô binh bộ tộc công từ trong nhập định mở mắt ra, hết thảy bộ lạc tộc nhân, đều từng cái từng cái xem hướng thiên không. Thời khắc này, toàn bộ Tây Mạc Bắc Bộ, chính đang di chuyển trên đường băng viêm đại bộ, tại mỗi cái bên trong khu vực, không giống vị trí, hoặc là di chuyển, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là cùng ô thần ngũ bộ như thế, lựa chọn quy khư cố hương hết thảy Tây Mạc Tu Sĩ, đều toàn bộ thân thể chấn động, xem hướng thiên không. Thời khắc này, ngũ độc đại bộ cũng được, tây mạc tây mạc, phía đông, nam bộ, hết thảy bên trong khu vực, hết thảy bộ lạc, đều toàn bộ. ngẩng đầu lên, tử vũ giáng lâm, tây hải hảo kiếp xuất hiện, này tử vũ sẽ từ từ tuyệt diệt tất cả sinh cơ, dần dần ngăn cách tất cả linh khí, bây giờ toàn bộ tây mạc đại địa, gần như 9 phần 10 truyền tống trận, đã mất đi tới tác dụng. Thanh âm này mang theo tang thương, vang vọng thiên địa, trường hảo kiếp này bên trong, Tây mặt duy nhất sinh cơ vị trí, chính là mặt thổ, do thiên đình liên minh, từ lúc nhiều năm trước, liền cải tạo ra, thích hợp tây mặt bộ lạc sinh tồn mặt thổ. Nhưng mà, mặt thổ khu vực có hạn, không cách nào chứa đựng hết thảy tây mặt bộ lạc, mà chúng ta cũng không cách nào đi quyết định, ai có tư cách hơn bước vào mặt thổ, vì lẽ đó. Chúng ta cho các ngươi một cơ hội, tìm kiếm yêu linh, dựa theo chúng ta thiên đình liên minh thôi diễn, dựa theo vô số điển tịch ghi chép, mỗi khi tây mạc hóa hải lúc, thiên địa biến, yêu linh ra, sẽ có không vượt quá 10 cái yêu linh, sinh ra tại tây mạc đại địa, phàm là là cầm yêu linh, xuất hiện tại mặt thổ ở ngoài bộ lạc, đem thu được tiếng vào mặt thổ tư cách, chúng ta. Chỉ nhận yêu linh, âm thanh tiêu tan, có thể dư âm nhưng đang vang vọng, truyền thắp toàn bộ tây mạc đại địa, rơi vào vô số người trong tai, gây nên ồ ồ hô hấp, đổi lấy vô số hai mắt đỏ ngầu. Mạnh hạo hai mắt đột nhiên lộ ra tinh mang. Canh thứ nhất đưa lên, chương 453, Tiên Kiều. Đây chính là hy vọng. Mạnh hạo trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn mặc kệ chiếm cứ mặt thổ thiên đình liên minh, bọn họ cần này cái gọi là yêu linh tác dụng, hắn chỉ biết là, đây chính là tiến vào mặt thổ tư cách, ai, thu được tư cách này, là có thể tại trường hạo kiếp này bên trong, khiến bộ lạc thu được sinh cơ, miễn với diệt tộc, có thể tưởng tượng, đón lấy ngắn ngủi thời gian bên trong, quay chung quanh yêu linh, toàn bộ Tây Mạc sắp xuất hiện hiện kinh thiên cuộc chiến. Mạnh hạo đứng lên, quay đầu nhìn về phía ô binh bộ tộc công, này thương phát lão giả, giờ khắc này cũng là hai mắt lộ ra trước nay chưa từng có ánh sáng, nhìn về phía mạnh hạo, hai người ánh mắt nhìn nhau lúc, ô binh bộ tộc công đứng lên, đi tới mạnh hạo nơi này, cùng mạnh hạo một đội, đứng ở trên đỉnh ngọn núi, lão phu không biết Tây Mạc đại địa, yêu linh ở nơi nào, thậm chí cũng chưa từng nghe nói yêu linh danh xưng này, nhưng cũng biết được, như này cái gọi là thiên đình liên minh nói tới là thật, như vậy có một chỗ, sinh ra yêu linh độ khả thi, vượt quá 8 phần 10 trở lên, ô binh bộ tộc công, hô hấp dồn dập, nhìn về phía mạnh hạo, khư kiều giới, ngàn năm mở một lần, lần này cùng tử vũ hầu như là trước sau mà đến, lẫn nhau trong lúc đó không tới một năm, việc này. Mặc kệ có phải là trùng hợp, đều làm cho bên trong sinh ra yêu linh độ khả thi, trở thành 8 phần 10 trở lên, khư kiều giới. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, trầm mặt một lát sau, gật gật đầu, có thể. Ô binh bộ tộc công muốn nói lại thôi, hắn nhìn ra mạnh hạo ý nghĩ, nhưng hắn rõ ràng trong lòng, mình có thể đoán được sự tình, toàn bộ tây mạc đại địa bộ lạc, lại há có thể đoán không được, đã như thế, lần này khư kiều giới, hung hiểm trình độ, đã không còn là này giới bản thân. Càng nhiều, là đến từ hết thảy bước vào khư kiều giới tu sĩ, ta ý đã định nếu không thể thu được yêu linh ta sẽ bồi tiếp ô thần ngũ bộ đi xong cuối cùng con đường cho các ngươi khắc lên bia mộ tên gọi nhưng nếu có thể thu được yêu linh ta mạnh hạo sẽ mang theo các ngươi di chuyển bất luận di chuyển thành bại ta sẽ không rời không bỏ để chúng ta đều không có tiếc nuối mạnh hạo nhìn lão giả trước mắt chậm rãi mở miệng ô binh bộ tộc công nghe mạnh hạo lời nói hắn yên lặng mà nhìn mạnh hạo lộ ra nói ra không biểu hiện, cho đến vung một cái vạt áo, lấy nguyên anh trung kỳ tu vi, lấy vượt xa mạnh hạo tuổi, hướng về mạnh hạo nơi này, quỳ một gối xuống bái, ta ô thần ngũ bộ, đời đời kiếp kiếp. Không quên thánh tổ chi ân, đời đời kiếp kiếp. Cung phụng thánh tổ dấu hiệu, như vi lời ấy, để ta ô thần ngũ bộ, triệt để phần diệt, giờ khắc này, trong bộ lạc mặt khác hai cái nguyên anh tu sĩ, còn có cái kia hai cái tu vi rơi xuống sau, hóa thành kết đang đại viên mãn, cũng nghe được Mạnh Hạo cùng ô binh bộ tộc công đối thoại, không chỉ có là bọn họ, hầu như hết thảy tộc nhân, cũng đều thời khắc quan tâm Mạnh Hạo nơi này, cũng nghe được bọn họ âm thanh, trong trầm mặt, không biết là ai cái thứ nhất đứng lên, hướng về Mạnh Hạo quỳ xuống lại, rất nhanh, từng cái từng cái toàn bộ quỳ lạy cho đến hết thảy tộc nhân, đều quỳ lạy hướng về phía Mạnh Hạo, trong này, có Nguyên Anh tu sĩ, có kết đan tộc nhân, có toàn bộ ô thần ngũ bộ tu sĩ không có người nói chuyện, chỉ là yên lặng cúi đầu, theo là tất cả ngôn từ đều không thể đem trong bọn họ tâm cảm kích biểu đạt ra chút nào, bọn họ chỉ có thể đi quỳ lạy, dùng hành động của chính mình, dùng chính mình trong mắt nước mắt, đi biểu đạt nội tâm đối với Mạnh Hạo. Cảm ơn, Mạnh Hạo nhìn bọn họ, giờ khắc này không trung có lôi đình nổ vang, tử vũ ào ào không ngừng rơi ra, tu sĩ tu, ngoại trừ tự tin, càng có hiểu rõ ta mạnh hạo không dám nói là quang minh quang minh chính nhân quân tử có thể một đời làm việc có ân tất báo mạnh hạo đứng dậy hướng về quỳ lạy chính mình ô thần ngũ bộ tộc người ôm quyền sâu sắc cúi đầu thời gian chậm rãi trôi qua lại qua ba tháng ba tháng này đại địa dòng suối đã bắt đầu dung hợp xuất hiện từng con sông lớn tại trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống dưới là có thể nhìn thấy như vậy sông lớn có bảy tám đầu nước sông cuồn cuộn không có sinh cơ có chỉ là nồng đậm tử khí. Trong thiên địa, linh khí đã càng mỏng manh, tuyệt diệt tâm ý, cũng càng rõ ràng, thế giới, hình như có thê lương. Ba tháng qua, ô thần ngũ bộ hơn 2.000 cái tộc nhân, đã có hơn 100 người, xuất hiện nghiêm trọng suy yếu, giờ khắc này chỉ có thể nằm ở nơi đó, tự liền hô hấp khí lực đều sắp muốn mất đi. Ô trần cùng ô linh, tỷ đệ hai người, theo cùng mạnh hạo trong lúc đó quan hệ, tại mạnh hạo ngầm thừa nhận dưới, bộc lộ tài năng, trở thành trong bộ lạc, một đời mới kiêu dương, chủ trì ô đạt bộ tất cả sự vật, thậm chí phân biệt được trong bộ lạc ngoại trừ ô binh bộ tộc trưởng ở ngoài, còn lại hai cái nguyên anh tu sĩ, thu làm đệ tử, cho tới ô linh dây chuyền, mạnh hạo cũng hỏi ý ô binh bộ tộc công, từ vị lão giả này trong miệng, biết được vật ấy lai lịch, vật ấy không phải đến từ ô thần thánh địa, mà là đến từ một số năm trước, ô thần bộ lạc cường thịnh lúc, một lần với khư kiều giới bên trong thu hoạch, khi biết việc này sau, khư kiều giới, đối với Mạnh Hạo tới nói, càng thần bí. Mặt khác, từ ô binh bộ tộc công trong miệng, Mạnh Hạo biết được một cái chuyện rất kỳ quái, từ cổ chí kim, phàm là là đi tới khư kiều giới người, trả lại đến sau, đối với khư kiều giới bên trong ký ức rất hoàn chỉnh, nhưng đối với làm sao đi khư kiều giới, thậm chí làm sao trở về, đều là cực kỳ mơ hồ, phản phất đoạn này ký ức, bị quấy rầy rồi, được xóa đi, có bị ngạn hoa hạt giống, có cái gọi là yêu linh, càng là trong truyền thuyết viễn cổ đạp tiên chi kiều. Bây giờ cho dù trở thành phế tích, có từng kinh thành lập thành tiên kiều hòn đá, mặc kệ có hay không có chỗ đặc thù, nhưng bản thân kết cấu, nếu như đúng là ngũ hành chi thổ, như vậy hay là ở nơi đó, ta sẽ có thu được thuộc tính thổ tạo hóa, mạnh hạo trong trầm mặt, hai mắt lộ ra tinh mang, đối với này khư kiều giới, nội tâm hắn kỳ vọng, càng lúc càng lớn, mấy ngày này, anh Vũ trở về, có thể không mấy ngày liền lại tràn đầy phấn khởi ra ngoài, không biết đi mua bán lại chút gì, những kia màu tím vũ, đối với nó mà nói, tự hồ không trở ngại chút nào. Nửa tháng sau, trưa hôm nay, một tiếng kinh thiên nổ vang vang vọng, trên bầu trời xuất hiện tia chớp màu bạc, từng đạo từng đạo chớp giật nổ vang, toàn bộ không trung giống bị phân cách, mặt đất trung chuyển bên trong, hết thảy tộc nhân đều dùng dập tâm thần chấn động, xem hướng thiên không lúc, cái kia kéo dài mấy tháng tử vũ, càng vào đúng lúc này. Ngừng, tử vũ dừng lại, lập tức làm cho tất cả mọi người chấn động mạnh hạo hai mắt lấp lóe xem hướng thiên không khẩn đón lấy hắn nhìn thấy một màn để tự thân cũng thuận theo nổ vang hô hấp dồn dập một màn trên bầu trời xuất hiện một tòa kiều một tòa tự chiếm cứ toàn bộ không trung không nhìn thấy phần cuối kiều vô tận ánh sáng từ cầu kia trên lan ra chính là những này quang xua tan nước mưa làm cho ngày đó toàn bộ tây mạt đại địa tại này nháy mắt không có vũ những kia rầm rầm mà qua chớp giật, như cẩn thận đến xem, toàn bộ đều là tại cầu kia bên trong, không có một chút nào xuất hiện tại kiều ở ngoài, đã như thế, nhìn lại lúc, những này chớp giật dường như từng đạo từng đạo vết nứt, tràn ngập toàn bộ thiên địa đại kiều, đạp tiên kiều. Mạnh hạo ngóng nhìn không trung tòa này bàn bạc kiều, hắn nhìn ra này kiều tuy nói là hư huyễn, nhưng lại như chân thực tồn tại, vô số phức tạp phù văn, tại cầu kia trên lóng lánh, mỗi một cái phù văn bên trong, đều tự hồ ẩn chứa đủ để hủy diệt một cái nguyên anh tu sĩ gợn sóng, càng có nồng nặc khí tức, với cầu kia trên khuếch tán, này khí tức mang theo tang thương năm tháng cảm giác, cùng linh khí có rõ ràng khác nhau, tự càng dày nặng, phản phất rất nhỏ một khu vực, thì tương đương với ngoại giới trong thiên địa, rất một mảng lớn phạm vi linh khí, đặc biệt là hơi thở này tản ra lúc, mạnh hạo phát hiện, này vượt qua linh khí khí tức, tu sĩ có thể hấp thu, có thể để hắn tâm thần chấn động, là hơi thở này hắn cũng như thế có thể hấp thu, tình cảnh này, để mạnh hạo tâm thần chấn động cực kỳ mãnh liệt, này kiều ánh sáng vạn trường, kinh thiên động địa, không trung vào đúng lúc này đều giống bị ánh sáng che đậy, mơ hồ biến mất, dường như chi nhất lên nắp chậu, lộ ra một mảnh. Tinh không, mạnh hạo hô hấp dồn dập, nhìn vùng tinh không kia, hắn có thể xác định, này tinh không, chính là nam thiên tinh ở ngoài thế giới chân chính, càng là vào lúc này, có một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở tòa kia thiên địa đại trên cầu, ăn mặc trường sam, không thấy rõ dung nhan, trên người tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn ra, tự một cô gái, nàng cúi đầu, liếc mắt nhìn đại địa, tay ngọc khi nhấc lên, tại trong tay nàng xuất hiện một cái bất quy tắc hòn đá, này hòn đá xem ra rất bình thường, không có cái gì chỗ thần kỳ, tại này tay của cô gái bên trong, nhẹ nhàng vung lên, trôi nổi ở trước người, bước lên này kiều, bắt được tiên kiều thạch, liền có thể truyền vào khư kiều giới trở về lúc cũng là lấy khối đá này mở ra mạnh hạo bên người ô binh bộ tộc công cấp tốc mở miệng có quan hệ làm sao tiến vào khư kiều giới làm sao trở về sự tình mạnh hạo mấy tháng trước đã từ ô binh bộ tộc công trong miệng biết được giờ khắc này hắn hai mắt lóe lên liếc nhìn không trung có tay phải giơ lên vung lên lập tức kinh thứ đằng điều xuất hiện vần quanh ô thần bộ lạc đâm vào núi đá bên trong có nó tại có thể bảo vệ ô thần bộ rơi vào mạnh hạo rời đi mấy ngày này, không bị cái khác di chuyển mà qua bộ lạc tập kích. Mạnh hạo càng là biết được, tại này khư kiều giới, tầm thường ti long chắc chắn sẽ không bước vào, bởi vì ở nơi đó, tất cả ngoại giới dị yêu, đều không thể tồn tại. Điểm này, lúc trước ô thần ngũ bộ không có nói, mà là sau khi, ô binh bộ tộc công, mang theo ấy nấy, nói cho mạnh hạo, giờ khắc này, mạnh hạo đang nhìn đến này đạp tiên kiều nháy mắt, hắn cũng cảm nhận được ở trong đó một luồng bài xích dị yêu khí tức phản phất này kiều là tu sĩ thành tiên chi kiều mà không phải yêu tiên tuy nói bản thể hủy diệt có thể này quy tắc vẫn còn ở đó vì lẽ đó yêu quần được mạnh hạo ở lại ô thần ngũ bộ bên trong hắn hít sâu một cái thân thể loáng một cái thẳng đến không trung mà đi tốc độ nhanh chóng cả người hóa thành một vệt cầu vồng ở phía dưới ô thần ngũ bộ hơn hai ngàn tu sĩ ngóng nhìn bên trong thẳng đến đạp tiên kiều mà đi vào giờ phút này, tại này tây mặt đại địa bên trong, mấy chục có tư cách trong bộ lạc, phân biệt có người gào thét mà lên, thẳng đến bước vào tiên kiều mà đi, ngũ độc bộ bên trong, đi người, chính là Triệu U Lan, cánh tay phải của nàng dĩ nhiên khôi phục, giờ khắc này toàn thân áo trắng, xinh đẹp tuyệt luân, bay lên đạp tiên kiều, này kiều, xem như chỉ có một tòa, nhưng trên thực tế, tại mỗi một cái có tư cách bộ lạc phía trên, đang nhìn đều là giống nhau như đúc, không nhìn thấy những người khác có thể nhìn thấy chỉ có cái kia một cái đứng ở tiên trên cầu nữ tử cùng với trước mặt tiên thạch khu vực khác nhau không giống người giờ khắc này gào thét tới gần mạnh hạo bóng người lóe lên trực tiếp xuất hiện ở không trung xuất hiện ở cô gái kia trước người tay phải giơ lên vồ một cái về phía tiên kiều thạch ngay khi mạnh hạo tay nắm lấy tiên kiều thạch chớp mắt thân thể của hắn vù một tiếng dường như nắm lấy một cái cao tốc bay nhanh vật thể được mang chuyển động thân thể cấp tốc mà đi, canh thứ hai đưa lên. Cuối cùng hai ngày, anh chị em, thanh kho sao, chương 454, yêu nữ chỉ hương. Giờ khắc này, chẳng những là mạnh hạo như thế, tất cả từ trong bộ lạc tiến đến chi nhân, nhau nhau như vậy, cây cầu kia, như là trở thành một đạo phi toa, nàng kia giống như cái khôi lỗi, giống như không phải tu sĩ, đứng tại phía trước, mang theo bọn hắn, xuyên thẳng qua hư vô. Tại cái này trên người cô gái, Mạnh Hạo không có phát giác được chút nào sinh cơ, thậm chí quan sát kia động tác cũng đều hơi có cứng ngắc, nội tâm dĩ nhiên phán đoán, cái này xác thực không phải người thật, mà là khôi lỗi, nghĩ đến đây cũng là đạp tiên kiều kỳ dị chỗ, gào thét lúc, Mạnh Hạo thậm chí thấy được bốn phía tồn tại, hơn 10 người thân ảnh, những thứ này thân ảnh đều là có tư cách bộ lạc chi nhân, có thể bởi vì tốc độ này quá nhanh, thấy không rõ bộ dạng, thế giới tại trong mắt cấp tốc mà qua, hư vô cũng tốt tầng mây cũng thế, lập tức như là liền lại với nhau, tốc độ cực nhanh, lại để cho mạnh hạo không cách nào hô hấp, càng là tâm thần chấn động, hắn thấy được phía dưới đại địa, mắt thường có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại, thấy được ô thần bộ, đã trở thành cả vùng đất một cái điểm nhỏ, hắn thậm chí thấy được non nửa cái tây mạc đại địa, loại này mãnh liệt không cách nào hình dung tốc độ, lại để cho mạnh hạo cảm nhận được sinh tử nguy cơ, hắn có dự cảm mãnh liệt, như chính mình không cách nào bắt lấy đạp tiên thạch, một khi buông tay đợi chờ mình đấy đích thị là thịt nát xương tan ý nghĩ này vừa mới hiển hiện mạnh hạo lập tức chứng kiến bên người có một thân ảnh trong giây lát cùng hắn tiên kiều thạch chia lìa thân thể nháy mắt liền đi xa đã trở thành một cái huyết hoa thậm chí ngay cả có tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra ngay lập tức tử vong một màn này lại để cho mạnh hạo trong nội tâm chấn động hắn gắt gao bắt lấy chính mình tiên kiều thạch trong mắt lộ ra tinh mang bốn phía độ ấm đang tại gấp gáp hạ thấp trong nháy mắt. Liền băng hàng rét thấu xương. Nếu không phải những người này đều là tu sĩ. Giờ phút này lập tức sẽ thân thể cứng ngắc. Thời điểm này, chẳng những là Mạnh hạo đang nhìn phía dưới, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn lấy phía dưới đại địa. Mạnh hạo thấy được toàn bộ Tây Mạc, thấy được mặt thổ, thấy được Nam Vực, càng là thấy được Thiên Hà Hải, cái kia Thiên Hà Hải lên, có phần đông hòn đảo. Có thể Mạnh hạo ánh mắt nhưng là lập tức liền đã rơi vào một cái hòn đảo lên cho dù nhìn lại lúc cái kia hòn đảo chỉ là một cái điểm nhỏ có thể mạnh hạo dựa vào tâm thần bên trong một loại kỳ dị liên hệ hắn lập tức liền xác định đảo này chính là không đáng tin kháo sơn lão tổ mạnh hạo nhìn về phía nam vực ánh mắt đã rơi vào nam vực tử vận tông phương hướng cho dù nhìn không tới tử vận tông có thể mạnh hạo lại nhìn không chuyển mắt nam vực càng ngày càng nhỏ mạnh hạo thấy được toàn bộ nam vực cùng tây mạc còn có cái kia thiên hà hải bên kia lại một mảnh đại địa đang nhìn đến cái này đại địa nháy mắt mạnh hạo thân thể chấn động nội tâm của hắn hiển hiện không cách nào nói rõ suy nghĩ giờ khắc này hắn dường như quên mất chính mình đang tại cầm lấy tiên kiều thạch đang bị lôi kéo cấp tốc lên không hắn nhìn qua chỗ đó kinh ngạc nhìn qua chỗ đó là đông thổ ta rút cuộc thấy được đông thổ mạnh hạo nội tâm thì thào đây là hắn nối khố mộng tưởng đây là hắn khoa khảo thi lúc khát vọng mặc dù là đã đến hôm nay cũng như cũ là giấc mộng của hắn đông thổ đại đường hắn nghĩ tới cha mẹ mất tích ngày đó theo tử phong hắn nghĩ tới mẫu thân cùng mình nói có liên hệ đông thổ sự tình có quan hệ đại đường truyền thuyết cha mẹ các ngươi ở nơi này sao mạnh hạo nhìn qua đông thổ dần dần thu nhỏ lại cho đến toàn bộ đại địa trong mắt hắn đã trở thành một cái hình cung về sau thân thể của hắn oanh một tiếng, như là đụng vào một chỗ vô hình bích chướng lên, cái này mãnh liệt va chạm, lại để cho mạnh hạo phun ra máu tươi, nhưng này máu tươi không cách nào phun ra, lại lần nữa nuốt xuống, thấy hoa mắt, giống như xuất hiện bao la mờ mịt, mạnh hạo thấy không rõ bốn phía, liền linh thức cũng đều không thể tản ra, bị mãnh liệt áp chế, hắn duy nhất có thể làm đấy, chính là gắt gao bắt lấy tiên kiều thạch, không buông ra chút nào, cái này bao la mờ mịt quá trình, không biết rằng co bao lâu, cho đến lại một âm thanh nổ vang quanh quẩn mạnh hạo máu tươi phun ra lúc mới đột nhiên lúc giữa biến mất có thể theo tiêu tán theo mạnh hạo khôi phục thị giác hắn sửng sốt cái kia miệng bị hắn phun ra máu tươi trôi nổi ở trước mặt của hắn cùng hắn cùng một chỗ tốc độ cao bay nhanh bốn phía đen kịt nhưng này đen kịt bên trong tồn tại vô số tinh quang những thứ này tinh quang sáng chói chiếu rọi đen kịt hư vô khiến cho mạnh hạo có thể mơ hồ thấy rõ không khoảng cách xa hắn thấy được một tòa kiều, một tòa tàn kiều, vô cùng to lớn, phát ra tan thương chi ý, hình như có vô cùng tuế nguyệt từng tại ở trên trôi qua, cây cầu kia, là một tòa cầu đá, lan tràn đến cái này đen kịch tinh không ở chỗ sâu trong, không biết cùng địa phương nào liên tiếp, nhìn không tới phần cuối, này kiều, cũng không phải là nguyên vẹn, mà là đã sớm vỡ vụn đã trở thành vô số khối vụn, nhưng những này vỡ nhanh nhưng không có khuếch tán, mà là lẫn nhau giữa cùng một chỗ, bảo trì kiều hình dạng khiến cho cây cầu kia cách xa vừa nhìn hay vẫn là nguyên vẹn có thể như khoảng cách gần nhìn có thể chứng kiến những cái kia khối vụn giữa lẫn nhau khe hở cái này khe hở nhìn như rất nhỏ có thể như tới gần về sau chúng ở giữa khe hở dường như chính là một ít mảnh tinh không có vô số bụi bặm chạy tại một khối lại một khối kiều thạch giữa phát ra sáng chói ánh sáng ngay tiếp theo cũng khiến cho này kiều hoặc nhìn hào quang lưu chuyển đạp tiên kiều mạnh hạo nội tâm thì thào hắn nhìn mình khoảng cách này kiều càng ngày càng gần nhưng vào lúc này một cuộc động trời kịch biến bỗng nhiên xuất hiện có tám cái thân thể mơ hồ bóng đen tại trong tích tắc thình lình xuất hiện ở mạnh hạo trước mọi người kia như là khôi lỗi không giống tu sĩ nữ tử bốn phía tám người này mới vừa xuất hiện liền tản mát ra kinh người tu vi chấn động loại này tu vi chấn động thoát khỏi mạnh hạo tưởng tượng hắn mơ hồ tại tám người này trên người đã tìm được như năm đó cái kia từ phía trên phủ xuống tiên nhân cảm giác, đây là tám vị tiên, cái này bác tiên, xuất hiện ở mạnh hạo trước mọi người, nàng kia chung quanh, lập tức ra tay, tinh không chấn động, tinh quang chói mắt, một cổ khó có thể hình dung hủy diệt chi lực, ầm ầm bộc phát, cái kia tại mạnh hạo phán đoán không giống tu sĩ nữ tử, giờ phút này bỗng nhiên lại không có chút nào cứng nhắc chi ý, trên thân thể lập tức tán ra trận trận gần sóng, chợt khuếch tán, tám người này thần thông đụng phải cùng một chỗ, lập tức tản mát ra động trời nổ vang, tại đây nổ vang ở bên trong, mạnh hạo cùng với tất cả giữ được thạch khối tu sĩ, toàn bộ đều phun ra máu tươi, nguyên một đám cho dù nhìn không tới đối phương, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hoảng sợ cùng bị thương, nàng không phải khôi lỗi. Mạnh hạo nội tâm chấn động, càng là tại đây nổ vang ở bên trong, như có cùng phong quét ngang, khiến cho thân thể của hắn bất ổn, như muốn bắt không được tiên kiều thạch, bốn phía màn sáng, càng là xuất hiện lập lòe, mơ hồ mỏng manh hơn phân nửa, chết tiệt, chết tiệt. Mạnh hạo cực kỳ căm tức, nhưng lại chỉ có thể như vậy tại nội tâm rống to vài câu, sau đó gắt gao bắt lấy tiên kiều thạch, tại đây nổ vang ở bên trong, tám người kia thân thể bị chấn khai, lập tức nàng kia mang theo mạnh hạo đám người, trực tiếp đi xa, có thể cũng chính là một lát thời gian, tám người kia lần nữa tiến đến, lúc này đây, tám người toàn thân tràn ra sáng chói chi mang, như là tám cái thái dương, thẳng đến cô gái này mà đi. Giờ khắc này, cô gái này sắc mặt rút cuộc biến hóa, thân thể lập tức biến mất, xuất hiện lúc, đã ở phía xa trong tinh không, hóa thành nhất đạo cầu vòng, cấp tốc mà đi. Yêu tiên tông chỉ hương yêu nữ, ngươi lừa thiếu chủ chí bảo, bị chúng ta đuổi giết 60 năm, giờ phút này ẩn thân ở chỗ này, cho rằng hóa thành cái này đạp tiên kiều khôi lỗi, dùng giả đánh tráo, liền có thể lừa bịp chúng ta, lúc này đây, nhìn ngươi như thế nào trốn trong tám người một người trong đó, cười lạnh mở miệng lúc, tám người này thân thể nhoán một cái, nhìn cũng không nhìn mạnh hạo đám người liếc, thẳng đến nàng kia mà đi, nàng là tu sĩ, trang phục thành khôi lỗi tránh né đuổi giết. Yêu tiên tông Đây là đâu một cái tông môn, mạnh hạo nhìn qua tám người đi xa, tâm thần chấn động, trong tay tiên kiều thạch, không có bởi vậy dừng lại, như trước mang theo bọn hắn, hướng về đạp tiên kiều, rất nhanh bay đi, càng ngày càng gần. Loại tốc độ này, Mạnh Hạo không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, có thể chứng kiến ở hậu phương, có tám đạo trưởng cầu vòng, cấp tốc mà đến, tốc độ cực nhanh, giống như dùng không được bao lâu, liền có thể đuổi theo. Đây là thần thông gì, có thể tại tinh không như thế tốc độ. Mạnh Hạo chợt quay đầu lại, hai mắt co rút lại, cẩn thận ngóng nhìn đuổi theo phía sau tám người, thân ảnh của bọn hắn Nhìn hắn đến tám người này thường thường chẳng qua là phóng ra một bước, trong nháy mắt vô tận khoảng cách, dường như tinh không tại dưới chân bọn họ, bị không ngừng mà thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Mạnh Hạo nội tâm thì thào, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Ly Khai Nam Thiên Tinh lúc, ở trên trời thấy thu nhỏ lại đại địa, như không để ý đến bản thân lúc ấy vị trí độ cao cùng bản thân lớn nhỏ, chẳng qua là nhìn bằng mắt thường đi đại địa bị thu nhỏ lại đến tựa hồ chính mình chỉ cần một bước bước đi có thể qua sông bình thường ở nơi này tám người đuổi theo nháy mắt mạnh hạo thân thể chật chấn động nổ vang lúc giữa một cổ khổng lồ hấp lực từ cầm lấy tiên kiều thạch bên trên tràn ra đem mạnh hạo lập tức hút vào trong đó những người khác cũng là như thế tất cả từ nam thiên tinh tiến đến tây mạc bộ lạc tộc nhân trong chốc lát nguyên một đám biến mất tại trong tinh không tiến vào chính thức đạp tiên kiều bên trong cái kia bát tiên nháy mắt tiến đến xuất hiện ở mọi người biến mất địa phương, cắt gao nhìn chầm chầm vào cái kia mảnh đá vụn khu vực, có thể cũng không dám bước vào chút nào, lại bị nàng chạy thoát, cái này yêu nữ giả hoạt đa đoan, bất quá lúc này đây nàng buông bỏ thân thể, bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới, kia thần không biết dung nhập tại đây mấy cái nam thiên con sâu cái kiến nào trên người, đạp tiên kiều, tự ban đầu bị quý tổ băng diệt về sau, có sức mạnh to lớn hàng lâm thủ hộ, nghìn năm ngưng một lần, tinh không không thể nghịch, Quý tiên không thể nhập, nơi đây không là chúng ta có thể đạp lâm chi địa, bất quá nàng cuối cùng sẽ ra ngoài, chúng ta ở chỗ này chờ đợi là được. Tám người lại nhìn mắt Đạp Tiên Kiều, quay người nhoáng một cái, biến mất vô ảnh. Chương 455, Đạp Thạch nhập hư. Mạnh Hạo thấy hoa mắt, lúc hết thảy đều rõ ràng hắn lập tức tản ra linh thức, tâm thần nháy mắt cảnh giác, ngưng trọng nhìn xem bốn phía, nơi đây chính là Khư Kiều giới. Mạnh Hạo chần chừ một chút, Cuối đầu mắt nhìn trong tay phải tiên kiều thạch, chính là vật ấy, đã đưa hắn mang đến nơi đây. Đây là một chỗ thế giới đổ nát, bầu trời phát ra các loại màu sắc, khi thì đỏ thẫm, khi thì đen kịch, có từng đạo ti chớp gào thét mà đi, những nơi đi qua, như muốn xé rách hết thảy, đại địa hài cốt. Có thể chứng kiến một ít mục nát không biết bao nhiêu năm hài cốt, lại có là mọi chỗ trong năm tháng tan thương di tích, dường như thật lâu lúc trước, nơi đây đã từng là một chỗ thành trì, thả mắt nhìn đi, một mảnh tử khí tràn ngập cái này toàn bộ thế giới giống như cái lao lung bị vây ở chỗ này chỉ có thể cùng tử khí giống nhau mạnh hạo hơi hơi nhíu lông mày xuống đem tiên kiều thạch thức kỹ cẩn thận hồi tưởng bước vào nơi đây quá trình sau một lúc lâu mạnh hạo hai mắt chớp động hắn nghĩ tới chính mình lúc trước tại bên ngoài sở chứng kiến cái kia tám cái tiên đi mà quay lại trầm ngâm một lát mạnh hạo cẩn thận đi về phía trước nơi đây đối với linh thức có suy yếu hắn rất khó coi quá xa chỉ có thể phát hiện bốn phía 500 trượng tả hữu phạm vi, về phần bầu trời, chứng kiến những cái kia ti chớp về sau, mạnh hạo bỏ đi tùy tiện phi hành ý niệm trong đầu, thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần đi qua một tháng, một tháng này, mạnh hạo đi khắp rồi nơi đây một nửa vị trí, hắn không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh, cùng hắn cùng nhau từ Tây Mạc đến chỗ này tu sĩ, không có một cái nào ở chỗ này, cái này phiến thế giới rất nhỏ, thành bất quy tắc hình dạng, bốn phía biên giới, tồn tại như bị thiết cắt hư vô, giờ phút này Mạnh Hạo chính là đứng ở nơi này sau một chỗ biên giới, tiền phương của hắn là một mảnh đen kịt, cái này đen kịt lộ ra rét lạnh, dường như có thể thôn vệ tất cả vật chất vần quanh cái mảnh này đại địa, Mạnh Hạo trong trầm mặt, tay phải nâng lên hư không một trảo, nơi đây một khối núi đá bay vào tay hắn thẳng đến phía trước đen kịt mà đi, tại đụng chạm nháy mắt lập tức trở về, một lần nữa rơi vào Mạnh Hạo trong tay lúc, nhìn hắn đến cái này hòn đá lúc trước đụng chạm đen kịch hư vô một mặt như bị đau gọt cực kỳ bằng phẳng mạnh hạo mày nhíu lại càng chặt chậm rãi lui ra phía sau cái mảnh này đen kịch hư vô lại để cho mạnh hạo cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt hắn có thể tưởng tượng đạt được như chính mình đụng chạm nhất định thân thể bị chém đứt không đúng như nơi này chính là khư kiều giới như vậy vì sao chỉ có một mình ta hơn nữa nơi đây cũng quá nhỏ cũng không có thuộc về ô binh bộ tộc kể về tiên thổ ngoại trừ một tòa thành trì phế tích bên ngoài ta không thấy được bất luận cái gì tiên kiều hài cốt mạnh hảo quay người lần nữa tại cái mảnh này trong tiểu thế giới cẩn thận thăm dò lại đi qua một tháng mạnh hảo sắc mặt âm trầm đứng ở nơi này mảnh tiểu thế giới vị trí trung tâm ở trước mặt của hắn là một khối thạch bi tấm bia đá này có chút vết nứt nhưng lại lại không vỡ vụn bảo tồn coi như hoàn hảo ở trên có khắc mấy cái chữ to hơi mơ hồ âm vận thành. Mạnh hạo nhẹ giọng mở miệng, hai mắt lộ ra suy tư chi ý, hắn nghĩ tới tại tiếng đến trên đường, gặp phải tám người kia, còn có vị kia được gọi là chỉ hương yêu nữ nữ tử, yêu tiên tông cải trang thành khôi lỗi, ý đồ tránh thoát đuổi giết chỉ hương yêu nữ. Mạnh hạo trầm mặt, khoanh chân ngồi ở một bên, như có điều suy nghĩ, vị kia chỉ hương yêu nữ. Hiển nhiên là đến từ một cái tên tông môn tên là Yêu Tiên Tông, nàng lừa tám người kia thiếu chủ giống nhau chí bảo, vì tránh né đuổi giết, hóa thân khôi lỗi, nhưng lại vì sao tại nàng đào tẩu sau tám người kia lại đuổi trở về, thần sắc có chút hỗn hển bộ dạng. Mạnh Hạo nghĩ tới đây bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, nàng này lúc trước không có đào tẩu, mà là dùng mặt khác phương thức mê hoặc tám người kia, đưa bọn chúng dẫn đi mà thôi, tám người này rất nhanh phát hiện không đúng, lúc này mới truy hồi, như vậy đến xem, nàng này, hoặc là chính là không phải ta suy đoán như vậy hoặc là liền là trước kia tiến vào nơi đây sau rời đi, một mình tại đây khư kiều giới ở bên trong, mà người cuối cùng khả năng. Nàng ngay tại chúng ta những thứ này đến từ Tây Mạc Chi Nhân bên người, mạnh hạo nghĩ tới đây, bất động thanh sắc, cái này yêu nữ có thể bị cái kia tám cái tiên đuổi giết, có thể thấy được kia tu vi cũng tất nhiên rất mạnh, nhân vật như vậy, mạnh hạo không muốn trêu chọc, giờ phút này không có nhiều lời, nhưng âm thầm cảnh giác lưu ý, bọn hắn những thứ này đến từ Tây Mạc Tu Sĩ, ở chỗ này lẫn nhau tản ra, Mạnh Hạo mơ hồ cảm thấy, chính mình ba cái suy đoán ở bên trong, người cuối cùng khả năng lớn nhất, không biết nàng này giấu ở đó bên người. Mạnh Hạo trầm ngâm ở bên trong, bỗng nhiên mảnh liệt ngẩng đầu, giờ phút này trên bầu trời, có một mảnh bóng đen, tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến, bóng đen này không phải tu sĩ, mà là một khối cực lớn tảng đá, tảng đá kia trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ, từ phía trên không gào thét tới gần, những nơi đi qua, tia chớp tan vỡ hư không sụp xuống, giống như đường nát bấy, quanh oanh mà đến, tốc độ nó rất nhanh, đảo mắt liền tới gần cái mảnh này đại địa, hình thành uy áp, khiến cho đại địa run rẩy. Mạnh hạo hai mắt co rút lại, đang muốn lui ra phía sau, bỗng nhiên phát hiện cái này ngàn trượng cự thạch thực sự không phải là va chạm, mà là đang tới gần mấy ngàn trượng độ cao lúc, hóa thành một cái hình cung, cải biến phương hướng, hướng về bên kia bầu trời, cấp tốc mà đi. Mạnh hạo khẽ giật mình, một lát sau, hắn hít vào khẩu khí, chứng kiến cái này ngàn trượng hòn đá, tại tới trước ở bên trong, trực tiếp đâm vào rồi một chỗ cái này phiến thế giới biên giới, đen kịch hư vô trong, theo va chạm, cái kia đen kịch hư vô như bị xé nứt, lộ ra một cái thật lớn lỗ hổng, khiến cho cái này hòn đá gào thét lúc giữa, vọt vào, biến mất vô ảnh, đây hết thảy, đều là tại ngắn ngủn một nén ngang bên trong phát sinh, lại để cho mạnh hạo không kịp nghĩ nhiều giờ phút này mắt thấy hòn đá kia biến mất tại đen kịch hư vô bên trong hắn hai mắt co rút lại đầu óc nháy mắt như có lôi đình hiện lên hắn nghĩ đến cái tại bên ngoài tới gần đạp tiên kiều thạch lúc thấy được những cái kia vỡ vụn kiều thạch giữa chạy bụi bặm cái này ngàn trượng cự thạch chính là ta lúc trước thấy vô số bụi bặm trong một cái chúng cấp tốc du tẩu tại đạp tiên kiều vô số đá vụn giữa như vậy đến xem ta hôm nay chỗ địa phương hoàn toàn chính xác chính là đạp tiên kiều bởi vậy kiều năm đó tan vỡ cho nên bị rạch chia làm vô số thân thể mà phải ly khai nơi đây duy nhất phương pháp chính là mượn nhờ cái này bụi bặm mạnh hạo đầu óc nổ vang lập tức hiểu ra về sau hắn thở sâu khoanh chân ngồi xuống yên lặng chờ đợi thời gian lần nữa trôi qua dựa theo mạnh hạo phán đoán nơi đây thời gian có lẽ cùng ngoại giới trôi qua không giống với bằng không mà nói nếu thật động nửa năm thậm chí mấy năm Tây mạt các thời kỳ bước vào nơi đây tu sĩ không có khả năng che giấu, kể từ đó, ô binh bộ tộc cũng sẽ không biết. Ba tháng thoáng qua mà qua, trong ba tháng này, Mạnh Hạo thấy được sáu khối cực lớn tảng đá tiến đến, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát những thứ này hòn đá cùng đen kịch hư vô sau khi va chạm biến hóa. Đến ngày hôm nay, lại có một cái cực lớn hòn đá, từ phía trên không bỗng nhiên mà đến, ước chừng hơn 700 trượng lớn nhỏ. Tại đây hòn đá tiến đến nháy mắt, Mạnh hạo thở sâu, thân thể lập tức biến mất, xuất hiện lúc, đã ở giữa không trung, đạp tại cái này gào thét mà qua trên hòn đá. Vừa một bước vào, một cổ đại lực mãnh liệt trùng kích, lại để cho mạnh hạo có loại thân thể bị lôi kéo cảm giác, hắn tu vi cấp tốc vận chuyển, ba màu đồ đằng chi mang tràn ra, rồi mới miễn cưỡng đứng vững, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cắt cao nhìn chầm chầm vào phía trước, cái này hòn đá tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền vượt qua đại địa, thẳng đến xa xa cũng chính là hơn 10 hô hấp công phu, liền tới gần một mảnh đen kịch hư vô, mạnh hạo nội tâm khẩn trương, việc này với hắn bà nói cũng là đánh cuộc một lần, bất quá lúc trước mạnh hạo quan sát đếm rõ số lượng lần như vậy hòn đá, nội tâm cũng có một chút nắm chắc, trong nháy mắt, hòn đá tới gần đen kịch hư vô, mãnh liệt đụng chạm về sau, đem cái này hư vô xé rách, lộ ra lỗ hổng lúc, cái này hòn đá gào thét lúc giữa, vọt vào, mạnh hạo tỉnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, khoanh chân ngồi ở trên hòn đá, hữu kinh vô hiểm đấy, cũng tùy theo bước vào đã đến đen kịch hư vô bên trong. Tại tiến vào cái này đen kịch hư vô một cái chớp mắt, Mạnh hạo cảm nhận được rét lạnh, đây là cực hạn hàng, hàng, dường như có thể đem linh hồn đều đông cứng. Mạnh hạo lập tức vận chuyển tu vi, cùng cái này rét lạnh đối kháng, cặp mắt của hắn mở ra, nhìn về phía bốn phía, bốn phía như cũ là đen kịch một mảnh, nhìn không tới quá xa, nhưng lại có thể chứng kiến từng đạo sáng chói cầu vồng, tại bắc phương chạy mỗi một đạo cầu vồng đều là một hòn đá thật lớn phương pháp của ta có lẽ không sai cái này khư kiều giới cái này đạp tiên kiều phế tích tiến đến chi nhân đích thị là dời những thứ này hòn đá lui tới mọi chỗ tiên kiều đá vụn giữa mạnh hạo thân thể rung rung thoáng một phát nơi đây càng phát ra rét lạnh thậm chí hắn coi như là vận chuyển tu vi cũng đều có chút không cách nào chống cự dần dần thân thể có chút cứng ngắc mạnh hạo hai mắt lóe lên lập tức trong cơ thể hỏa đồ đang vận chuyển, rồi mới miễn cưỡng bảo trì thân thể không bị đông cứng, nhưng lại tại thân thể bên ngoài, nhưng là xuất hiện tầng một sương lạnh, thoạt nhìn, dường như mơ hồ đã trở thành băng điêu bộ dạng, dùng loại phương pháp này, có lẽ có thể kiên trì thời gian lâu hơn một chút, cũng may ta có bất diệt hỏa, bằng không mà nói, không có nói trước chuẩn bị pháp bảo chống lạnh, ở chỗ này rất khó sinh tồn, bốn phía lạnh, càng phát ra mãnh liệt, Mạnh Hạo vẫn không nhúc nhích Khiến cho bản thân nhiệt lượng không tán ra ngoài chút nào, bảo trì thân thể sinh cơ bất diệt, thời gian trôi qua, cái này hòn đá mang theo Mạnh Hạo, tại đây trong thế giới đen kịt du tẩu, không biết đi bao lâu, bỗng nhiên, ngày hôm nay, ở phía xa có một cái hơn 300 trượng lớn nhỏ hòn đá, gào thét mà đến, nhìn lên bộ dạng, giống như sẽ cùng Mạnh Hạo chỗ hòn đá, gặp thoáng qua, đi phương hướng bất đồng, ở nơi này hai cái hòn đá lẫn nhau càng ngày càng gần nháy mắt, bỗng nhiên đấy một tiếng nhẹ kêu chi âm, truyền tới, rõ ràng gặp một cái không có chuẩn bị chống lạnh pháp bảo chi nhân. Vận khí không tệ, hạt hạt. Đó là một người nam tử thanh âm, tại hắn vị trí hòn đá tiến gần nháy mắt, mạnh hạo sớm đã có làm cho phát hiện, chú ý tới cái này hơn 300 trượng lớn nhỏ trên hòn đá, có một người trung niên nam tử khoanh chân ngồi xuống, người này nguyên anh sơ kỳ tu vi, trên người có mấy cái đồ đằng hào quang, mi tâm, có một cái màu vàng đồ đằng, hoặc nhìn như một cái sư tử, chung quanh hắn để đó năm khối màu trắng tảng đá, một cái màu trắng màn hào quang, từ nơi này năm cái trên tảng đá tràn ra, đem trung niên nam tử này bao phủ ở bên trong, chống cự băng hàng. Trung niên nam tử này lời nói lúc giữa, liếm liếm bờ môi, hai mắt lộ ra một vòng lợi hại chi mang, tại hai cái này cực lớn hòn đá lẫn nhau tiến gần nháy mắt, nam tử này thân thể mãnh liệt đứng lên, một bước bước đi, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, đã ở rồi mạnh hạo trên hòn đá, khi tay phải khi nhấc lên, một đầu màu vàng sư tử tại kia trong tay biến ảo, gào thét lúc giữa thẳng đến mạnh hạo mà đến, giết ngươi, cũng coi như kết liễu nỗi thống khổ của ngươi, cũng vì tiết mổ ở chỗ này, nhiều một đám sinh cơ, thiếu một người cạnh tranh, chương 456, liên hoa biến dị. Canh 1 Ở nơi này sư tử màu vàng gào thét giữa nháy mắt tới gần mạnh hạo, Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra hắn đã nhắm mắt rồi thật lâu, không muốn lãng phí mảy may thân thể sức sống chỉ có như vậy mới có thể tại bất diệt hỏa dưới cùng cái này hư vô rét lạnh đối kháng mới có thể sinh cơ bất diệt dù sao hắn không có chuẩn bị pháp bảo chống cự rét lạnh cho nên đang nhìn đến trung niên nam tử này về sau tại cảm nhận được người này sát cơ về sau mạnh hạo cũng như trước không hề động hắn ở đây đợi người này tới bên cạnh mình chính mình trong dùng ít nhất đại giới trực tiếp đem giết chết người này muốn đoạt mạnh hạo sinh cơ mạnh hạo cảm giác không phải là tại phát hiện cái này sát ý về sau chuẩn bị giết người này đoạt chống lạnh chi bảo hầu như tại mạnh hạo khoảnh khắc mở mắt ra hắn triển khai thân thể của hắn lập tức biến mất xuất hiện lúc đã ở rồi trung niên nam tử kia bên người ngay tại mạnh hạo xuất hiện nháy mắt trung niên nam tử này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi mạnh hạo tốc độ cái này trực tiếp đã nói lên rồi hắn nơi đây phán đoán sai lầm người này không có bị hư hàng đông lạnh linh hồn thân thể của hắn băng sương không phải làm giả, giờ phút này hàng khí tản ra cũng không làm được giả, như vậy. Thật sự là hắn là không có chống lạnh pháp bảo, cũng không có chống lạnh chi bảo, rõ ràng còn có thể hành động tự nhiên. Trung niên nam tử gia đầu tê rần, không chút do dự thân thể mãnh liệt lao ra, muốn cùng mạnh hạo kéo ra khoảng cách. Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên rung lên, cái này rung lên phía dưới, vô số tầng băng tại trên người hắn ầm ầm tan vỡ, trong cơ thể hắn bất diệt hỏa ầm ầm bộc phát, tại đây bộc phát xuống, đại lượng hàng khí từ thân thể của hắn bên trên bị buộc ra, cùng những cái kia băng vụn cùng một chỗ, hóa thành một mảnh hàng băng phong bạo, thẳng đến trung niên nam tử kia mà đi. Tại trung niên nam tử này sắc mặt biến hóa ở bên trong, cùng hắn màu vàng sư tử đụng phải cùng một chỗ. Truyền ra nổ vang nổ mạnh, tại đây nổ mạnh xuống. Trung niên nam tử này khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt lập tức đã có màu xanh, đó là hàng khí nhập vào cơ thể, thân thể của hắn cấp tốc lui về phía sau, một cái thuấn di liền xuất hiện ở hắn trên hòn đá, nhưng lại tại hắn xuất hiện nháy mắt, mạnh hạo cũng tùy theo thuấn di mà đến, tay phải khi nhấc lên, liên hoa kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện. Quét ngang bốn phương tám hướng, tuế nguyệt chi lực quanh oanh chuyển động, hàng lâm trung niên nam tử này trên người, trung niên nam tử này sắc mặt lại biến, tay phải vỗ trữ vật độ, lập tức bay ra một cái pho tượng, pho tượng này màu đen, là một cái nhắm mắt hầu tử. Tại sau khi xuất hiện, lập tức phát ra hắc quang. Tại trung niên nam tử này trong miệng chú ngữ truyền ra lúc pho tượng bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra khát máu chi mang diệt cho ta giết này. A, à, trung niên nam tử thần sắc lộ ra dữ tợn, mãnh liệt mở miệng, nhưng lại lời nói còn chưa nói xong, hắn sắc mặt lập tức triệt để đại biến, thân thể rung rẩy ở bên trong, tóc của hắn mắt thường có thể thấy được tái nhợt da của hắn trong chốc lát liền héo rũ, như là có vô số tuế nguyệt, một cái chớp mắt tại trên người hắn cấp tốc trôi qua, cái này. Trung niên nam tử hô hấp dồn dập. Thân thể lần nữa lui ra phía sau, càng là không tiếc một cái trong lòng chi huyết phun ra, muốn chạy trốn ra liên hoa kiếm trận phạm vi, nhưng lại nhưng không cách nào làm được, mắt thấy thân thể héo rũ, nguy cơ trước mắt, hắn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, tay phải nâng lên vỗ tráng một cái, quanh một tiếng, hắn nguyên anh trực tiếp bị đánh ra một cái thuấn di cuối cùng là chạy ra khỏi liên hoa kiếm trận phạm vi đây là cái gì phát bảo thanh âm của hắn bén nhọn giờ phút này mang theo trước đó chưa từng có hoảng sợ lời nói lúc giữa thân thể rung rung thoáng một phát tại đây hư vô hàng khí ở bên trong hắn nguyên anh chi thân căn bản là không cách nào lâu dài nhục thể của hắn lập tức tử vong đã trở thành tro bụi bị tuế nguyệt triệt để gạt bỏ đây hết thảy nói rất dài dòng nhưng trên thực tế đều là trong điện quan hỏa thạch phát sinh liên hoa kiếm trận ở chỗ này uy lực bạo tăng vô số điểm này mạnh hạo cũng thật không ngờ cũng sửng sốt một chút nhưng lại đảo mắt mạnh hạo liền khôi phục lại hừ lạnh một tiếng thân thể tiến về phía trước một bước bước đi một phát bắt được trung niên nam tử này túi trữ vật lại đem lúc trước bị đối phương triển khai một nửa hầu tử pho tượng cũng lấy đi sau đó thì là trên hòn đá cái kia năm cái hòn đá nhỏ màu trắng bị mạnh hạo cũng lấy đi về sau hắn tay trái bấm niệm pháp quyết lúc giữa, liên hoa kiếm trận gào thét trở về, thân thể nhoáng một cái, mạnh hạo về tới bản thân 700 trượng tảng đá lớn, nhìn trung niên nam tử kia nguyên anh liếc, mạnh hạo trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng lại dập tắt, đạo hữu cứu ta. Ta là Tây Mạc Kim Hống đại bộ phận ít tộc, lúc trước là hiểu lầm, ngươi. Trung niên nam tử nguyên anh run rẩy, ken két còn lại, hắn nguyên anh lập tức xuất hiện đóng băng, bị hù hắn lập tức âm thanh mở miệng hai khối tảng đá lớn lẫn nhau giao thoa thời gian ngắn ngủi giờ phút này đã lẫn nhau sai mở hướng về hai cái phương hướng gào thét bay nhanh mạnh hạo tự hỏi như giết người này chỉ cần hơi có trì hoãn dưới thân tảng đá lớn sẽ đi xa huống hồ người này chỉ còn lại có nguyên anh đã không có chống lạnh chi bảo ở chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên không lại ra tay mà là khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn cầm lấy đối phương năm cái hòn đá nhỏ nhìn kỹ về sau đang muốn bôi lên bên trên lạc ấn, bỗng nhiên cái này lạc ấn tự hành biến mất, mạnh hạo như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn lại lúc, mơ hồ sau khi thấy mới có hư vô bên trong, trung niên nam tử kia nguyên anh, bị trực tiếp chết cống, nơi đây hư vô, hàng băng kinh người. Mạnh hạo trong trầm mặt, rất nhanh tại đây năm cái hòn đá nhỏ bên trên lưu lại lạc ấn, đem tản ra, lập tức màn hào quang xuất hiện, bao phủ tại mạnh hạo bốn phía, lập tức hàng khí bị ngăn cách hơn phân nửa. Mạnh hạo nhẹ nhàng thở ra, có cái này màn hào quan tại, hắn đối với dùng cự thạch đi về phía trước, đạt tới bên kia nắm chắc càng lớn, khoanh chân lúc, mạnh hạo lấy ra trung niên nam tử túi trữ vật, sau khi mở ra mắt nhìn, bên trong linh thạch không ít, vật lẫn lộn cũng nhiều, về phần pháp bảo chi vật cũng có một chút, nhưng những này mạnh hạo chẳng qua là quét qua, liền không để ý nữa, mà là trọng điểm tìm kiếm ngọc giản trong túi trữ vật, có bảy tám cái ngọc giản Mạnh hạo từng cái xem xét về sau, cầm lấy một cái trong đó, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ lại, một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, đại bộ lạc quả nhiên đối với bước vào nơi đây, có chỗ chuẩn bị, lại có như vậy một tấm bản đồ. Mạnh Hạo cầm lấy ngọc giản, trong đó có một trương đơn giản địa đồ, trên bản đồ này dấu hiệu bốn khối có thể trở thành lục địa tiên kiều thạch vị trí, trong đó một khối bị dấu hiệu âm vận thành, đúng là Mạnh Hạo tiến đến địa phương, nhìn người này phương hướng là muốn đi âm vận thành, nhưng lại chỗ đó ta kiểm tra rồi rất nhiều lần, không có gì thần kỳ chỗ. Mạnh hạo nhíu mày, ánh mắt đảo qua túi trữ vật về sau, bỗng nhiên rơi vào một cái hộp ngọc bên trên. Hộp này phát ra nhu hòa chi mang, mạnh hạo không có lập tức mở ra, mà là cẩn thận quan sát một phen, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, cái này mới chậm rãi đem mở ra, tại mở ra nháy mắt, một cổ nồng đậm khí tức, đập vào mặt, hơi thở này có đan hương, có linh động, càng có một cổ cảm giác nói không ra lời, giống như cùng cực phẩm linh thạch tương tự, nhưng lại vượt qua quá nhiều, chẳng qua là hô hấp một cái, mạnh hạo liền tâm thần chấn động, toàn thân lỗ chân lông lập tức mở ra, tại đây trong hộp, có móng tay che lớn nhỏ màu đen các miệng đất, cái này nồng đậm khí tức, đúng là từ nơi này chút ít các đất bên trên tràn ra, mạnh hạo liếc mắt nhìn qua, lập tức một cái từ ngữ, tại trong đầu hắn hiển hiện, tiên thổ. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, cẩn thận quan sát về sau, hắn có thể xác định, đây thật là đất, thuộc về ngũ hành ở trong, đáng tiếc quá ít, như số lượng đầy đủ, có lẽ thật sự có thể từ ở trên, dùng xuất hiện hỏa đồ đằng phương pháp, ngưng tụ ra thuộc về của ta thổ đồ đằng. Mạnh hạo tim đập thình thịch, đem cái này cái hộp phủ ở về sau, trân trọng thu hồi, đều muốn đạt được đại lượng tiên thổ, tất nhiên cần chém giết đoạt. Việc này, đã đoạt. Mạnh hạo trong mắt lộ ra quyết đoán, cửa này hồ hắn thổ đồ đằng có hay không có thể hình thành, là hắn bước vào cái này khư kiều giới, cùng thu hoạch yêu linh giống nhau đại sự, giờ phút này ngẩng đầu lúc, mạnh hạo nhìn xem bốn phía hư vô, nghĩ tới chính mình liên hoa kiếm trận lúc trước kinh người uy lực, đây tuyệt đối là vượt ra khỏi bình thường tuế nguyệt chi lực, có thể trong khoảnh khắc làm cho một người nguyên anh tu sĩ không thể không buông tha cho thân thể, như thế xem ra, tại tuế nguyệt trôi qua ở bên trong, đã liền thuấn di cũng đều không thể làm được chỉ có Nguyên Anh xuất khiếu, mới có thể cưỡng ép rời đi. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, từ liên hoa kiếm trận bên trên tràn ra tuế nguyệt, một nháy mắt nghìn năm. Mạnh hạo hô hấp có chút dồn dập, hắn lấy ra tuế nguyệt một kiếm, nhìn kỹ lại, nhưng lại vô luận như thế nào nhìn, đều là như thường, không có gì mạnh hạo không có phát hiện biến hóa, chẳng lẽ là cùng nơi đây hư vô có quan hệ. Hay hoặc giả là cùng ta suy đoán đấy, cái này khư kiều giới thời gian trôi qua cùng tây mạc đại địa không giống với có quan hệ mạnh hạo suy nghĩ sau nửa ngày cũng tìm không ra đầu mối bất quá hắn trong mắt đã có tin mang chấp động mơ hồ cảm thấy như chính mình đã tìm được chính xác nguyên nhân có lẽ đã tìm được một cái lại để cho liên hoa kiếm trận vĩnh cửu uy lực cường đại phương pháp bất kể như thế nào dù là chẳng qua là tại đây hư vô ở bên trong của ta liên hoa kiếm trận uy lực đại tăng đây đối với ta mà nói chỗ tốt quá lớn Mạnh Hạo thu hồi Tuế Nguyệt kiếm trận, đúng lúc này, bỗng nhiên hắn hai mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, chỉ thấy ở phía xa đen kịt hư vô ở bên trong, xuất hiện một mảnh đại địa, bản thân hòn đá cùng hắn so sánh, cực kỳ nhỏ bé, cái mảnh này đại địa trôi lơ lửng ở hư vô, vẫn không nhúc nhích, đã đến. Mạnh Hạo đứng lên, tại trung niên nam tử Ngọc giảng lên, có cái này khối đại địa miêu tả, cùng Mạnh Hạo sớm nhất phủ xuống cái kia phiến thế giới giống nhau, chúng đều là đạp tiên kiều đá vụn, chỉ có điều đạp tiên kiều quá khổng lồ, cho nên cho dù là ở trên mấy vạn trong một trong đá vụn, cũng đều giống như mảnh đại địa, gào thét lúc giữa, Mạnh Hạo dưới thân 700 trượng hòn đá, thẳng đến cái mảnh này đại địa mà đi, tốc độ cực nhanh, tại ở gần lúc nhất lên bén nhọn chói tai thanh âm, Mạnh Hạo lần nữa ngồi xuống, dứt khoát thu hồi chống lạnh pháp bảo, tại hàng khí bức tới lúc, trong cơ thể bất diệt hỏa vận chuyển, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Quanh một tiếng động trời nổ mạnh, Mạnh Hạo chỉ cảm thấy dưới thân hòn đá mãnh liệt chấn động, bản thân cũng tùy theo lay động ở bên trong, cái này hòn đá liền xé rách rồi hư vô, vọt vào, cùng lúc đó, Mạnh Hạo trước mắt cũng lập tức lập tức đã có ánh sáng, linh thức hắn lập tức tản ra, lập tức phát hiện nơi đây thế giới, bầu trời sấm sét rất ít, khe hở cũng không nhiều, chợt nhìn, rất là bình tĩnh, giống như so với Mạnh Hạo lúc trước thế giới, ổn định không ít, mặt đất núi non chập trùng, còn có hồ nước dòng sông, kia phạm vi lớn nhỏ, tại Mạnh Hạo giữa không trung nhìn ở bên trong, nếu so với lúc trước hắn thế giới, lớn hơn nhiều gấp 10, hòn đá gào thét lúc giữa, thẳng đến phía trước, Mạnh Hạo không hề khoanh chân, mà là đứng lên, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía bốn phía, bỗng nhiên hắn hai mắt ngưng tụ, nhíu mày, nhìn hắn đến ở phía xa, có bảy đạo cầu vòng đang tại không trung chém giết lẫn nhau, bảy người này trong, cùng hai người tu vi cao nhất đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, hai người giao thủ, nổ vang không ngừng, năm người khác, đều hiển nhiên thuộc về hai người này lẫn nhau đồng minh. Hai người này đều là nam tử, một người mặc áo bào tím, một người mặc áo trắng, dung nhan tuấn lãng, khí chất không tầm thường, ra tay thần thông tràn ngập, đều đang ngăn trở đối phương, cướp đoạt trôi lơ lửng ở đám người kia cách đó không xa đấy. Một cái màu trắng quan đoàn, cái này quan đoàn bên trong, mạnh hạo liếc mắt liền thấy, có ngón tay lớn nhỏ tiên thổ. Chương 457, Nhất Trần Tử, canh 2. Mạnh Hạo chứng kiến bọn hắn thời điểm, những người này cũng đều thấy được trên bầu trời, giờ phút này gào thét mà đến 700 trượng hòn đá, thấy được tại trên hòn đá, tóc bay lên, mặt không biểu tình Mạnh Hạo, Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt lộ ra tinh mang, thân thể nháy mắt một cái thuấn di, trực tiếp từ 700 trượng trên hòn đá biến mất, xuất hiện lúc tại đám người kia bên ngoài hơn 10 trượng, Mạnh Hạo khẽ di một tiếng hắn vốn là ý định thuấn di đến cái kia đoàn tiên thổ tia sáng bên cạnh nhưng lại xuất hiện ở nơi đây như thuấn di bị vô hình quấy nhiễu hầu như tại mạnh hạo thân ảnh hiển lộ ra nháy mắt bảy người này một người trong hồng phát lão giả hừ lạnh một tiếng tay phải nâng lên vung lên lập tức một mảnh hồng hải biến ảo thẳng đến bầu trời mà đi tạo thành màu đỏ mưa xoáy lên rồi cùng phong phóng tới mạnh hạo nếu như không cách nào thuấn di như vậy mạnh hạo thân thể nháy mắt xuất hiện huyết quang tại đây huyết quang mãnh liệt lóe lên xuống, thân thể của hắn trực tiếp biến mất vô ảnh, xuất hiện lúc, thình lình tại hồng phát lão giả trước người, tốc độ cực nhanh, xuất hiện đột nhiên, lại để cho cái này hồng phát lão giả hai mắt co rút lại, thân thể lui ra phía sau, tay phải nâng lên nhếch lên, lập tức hồng hải biến ảo, như là huyết hải, cuốn bên cạnh bốn phía, nổ vang quanh quẩn lúc giữa, mạnh hạo thân ảnh gào thét mà ra, thân thể của hắn bên ngoài không mắc tơ tầm cấp tốc cuốn quanh, tràn ra ngân sắc quan mang đem tất cả tiến đến hồng hải toàn bộ phân cách ngăn cản tại bên ngoài hồng phát lão giả biến sắc lại muốn lui về phía sau nhưng lại đã chậm mạnh hạo tay phải nâng lên trực tiếp một quyền rơi xuống thanh âm nổ vang động trời một quyền này đánh vào hư vô trực tiếp nhất lên phong bạo quét ngang bát phương cái kia hồng phát lão giả đứng mũi chịu sào hai tay của hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết lúc giữa trên thân thể có đồ đằng chi mang lóng lánh ý đồ chống cự phịch một tiếng, lão giả này phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, thân thể mượn lực lập tức rút lui, không tiếp tục pháp ngăn cản Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn lão giả này, thẳng đến đám người mà đi, mục tiêu đúng là cái kia đoàn tiên thổ. Giờ khắc này, mấy người khác không cách nào không đi coi trọng Mạnh Hạo, lúc trước một màn phát sinh cực nhanh, nháy mắt liền đem một người nguyên anh tu sĩ bước lui, cái này đối với bọn họ những người này mà nói, nhao nhao kinh hãi đã liền cái kia hai cái nguyên anh trung kỳ nam tử, cũng đều nhíu mày, nhưng lại lẫn nhau đang chiến đến mấu chốt, cái kia đoàn tiên thổ ngay tại hắn hai người bên người, dù ai cũng không cách nào lướt qua đối phương thu hoạch, giết người này, đem giết chết. Hai người hầu như đồng thời mở miệng, lời nói lúc giữa, lẫn nhau vẫn còn thần thông nổ vang, hắn hai người một cái biến ảo một cái màu tím cá sấu, một cái thì là tại thân thể ngoài có màu trắng đại bàng, không ngừng tranh đấu bên cạnh bọn họ đang tại chém giết bốn người, nghe vậy không có nửa điểm chần chờ, Mãnh Liệt cải biến phương hướng, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Ở nơi này bốn người tiến đến nháy mắt, Mạnh Hạo mi tâm chữ một lóe lên, lập tức chung quanh hắn, một viên đại thụ che trời bỗng nhiên biến ảo, này cây mới vừa xuất hiện, lập tức vô hình thiêu đốt, khiến cho hỏa diễm lập tức ngập trời, tán. Tại bốn người này tiến đến nháy mắt, Mạnh Hạo hai tay nâng lên, hướng ra phía ngoài Mãnh Liệt trung lên cái này rung lên phía dưới, lập tức biển lửa nổ vang, dùng mạnh hạo làm trung tâm, hướng về bốn phía trực tiếp cuồn cuộn mà đi, trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời biển lửa tràn ngập, đại địa hỏa hải liêu nguyên, tại mạnh hạo cái này một hỏa đồ đằng bên trong, càng có từng dọc một màu vàng dọc nước xuất hiện, theo biển lửa khuếch tán, những nơi đi qua, kim, một, hỏa ba đại đồ đằng chi lực, kinh thiên động địa, bốn người kia sắc mặt không khỏi đại biến, riêng phần mình triển khai thủ đoạn, một người trong đó biến ảo một cái cực lớn huyền vũ tên còn lại thì là tay phải nâng lên vung vẩy lúc giữa một cái cực lớn ngô công xuất hiện màu đỏ thân thể vặn vẹo phát ra tiếng hi i i i âm thanh cuối cùng hai người tức thì là đồng thời huyển hóa ra hai cái độc nhãn binh nhân ngửa mặt lên trời gào thép ở bên trong đối kháng biển lửa biển lửa một cái chớp mắt như thiên địa miệng lớn đem bốn người này trực tiếp quét ngang thôn vệ Nổ vang thanh âm động trời cái kia huyền vũ đứng mũi chịu sào, bị biển lửa quét qua phía dưới, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể nháy mắt chia năm xẻ bảy, triệt để tan vỡ, khiến cho nó sau lưng vị kia nguyên anh tu sĩ, toàn bộ người phun ra máu tươi, thân thể lập tức ngược lại cuốn, sau đó là cái kia cực lớn ngô công, cái này ngô công giống như chịu lửa, nhưng lại theo từng dọc một màu vàng dọc nước tiến đến, cái này ngô công trong chốc lát liền trở thành màu vàng pho tượng, bị biển lửa quét qua, lập tức hòa tan, ngay tiếp theo nó sau lưng tu sĩ đã ở kinh hô ở bên trong cả đầu cánh tay đã trở thành màu vàng nếu không phải là người này lập tức áp chế sợ là cả người đều muốn lập tức trở thành kim tượng mà cái kia hai cái độc mắt cự nhân càng thêm thê thảm thân thể chẳng những tan vỡ chia năm xẻ bảy đã liền khối vụn cũng đều trực tiếp đã trở thành kim loại hòa tan trở thành hư vô đây là mạnh hạo lần thứ nhất triển khai toàn lực thúc giục ba đại đồ đằng thuật pháp một chỗ nổ vang ngập trời cái kia bốn người nguyên anh tu sĩ toàn bộ phun ra máu tươi thân thể bị buộc ngay ngắn hướng lui về phía sau mạnh hạo thân ảnh giống như đạo trưởng cầu vồng tại đây trong biển lửa gào thét mà ra phía sau hắn ngập trời biển lửa dường như đã trở thành hắn rộng thùng thình áo choàng những cái kia màu vàng dọc nước như cùng là cái này áo choàng bên trên làm đẹp về phần cái kia thiêu đốt cự mộc thì là cái này áo choàng hoa văn như đem giờ khắc này hình ảnh hóa thành một trương họa như vậy trong bức họa kia mạnh hạo khí thế động trời, cái này. Màng, trung động cái kia hai cái đang tại chém giết Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, hắn hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đình chỉ ra tay, riêng phần mình triển khai thần thông, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Hai người này tu sĩ không phải mấy cái Nguyên Anh Sơ Kỳ có thể so sánh với, giờ phút này ra tay lúc, vô luận là kinh khủng kia cá sấu đồ đằng, hay vẫn là cái kia màu trắng khổng lồ chim đại bàng, đều lập tức tới gần mạnh hạo, một cổ hung tàn chi ý, xen lẫn thuộc về Nguyên Anh trung kỳ uy áp, tới gần Mạnh Hạo, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, lúc trước hắn tại 700 trượng trên hòn đá, chứng kiến mấy người kia cướp đoạt tiên thổ, chính mình quyết định tham dự lúc đi vào, hắn liền nghĩ kỹ nên như thế nào ra tay, lần này, hắn không vì giết người, chỉ vì đoạt tiên thổ, hầu như tại hai cái này Nguyên Anh trung kỳ nam tử tới gần nháy mắt, Mạnh Hạo tay trái nâng lên, phía trước vung lên, lập tức một mảnh gợn sóng quanh quẩn, cái này gợn sóng nháy mắt biến thành màu đen hóa thành tam vĩ phiên một đuôi, tạm thời buông lỏng ra đối với mùa 19 vây khốn, trực tiếp về phía trước vung múa mà đi. Tam vĩ phiên, mạnh hạo trong túi trữ vật là pháp bảo uy lực lớn nhất, giờ phút này xuất hiện, thiên địa biến sắc, một cổ khổng lồ trùng kích bỗng nhiên khuếch tán, khiến cho cái kia ăn mặc áo bào tím nam tử, sắc mặt đại biến, thân thể lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn là không cách nào tránh đi, chỉ có thể bấm niệm pháp quyết lúc giữa, triển khai đủ loại thần thông. Lấy ra không ít pháp bảo đi chống cự cái kia mảnh tấm màn đen hất lên, nổ vang quanh quẩn, áo bào tím nam tử phun ra máu tươi, hai mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, càng có rung động, thân thể không tự chủ được cấp tốc rút lui, liên tiếp thối lui ra khỏi mấy trăm trượng, rồi mới miễn cưỡng dừng lại, cùng lúc đó, mạnh hạo thân thể chút nào không ngừng lại, về phía trước bay nhanh lúc, tay phải nâng lên, hướng về kia tương lai gặp áo trắng tu sĩ, bỗng nhiên chỉ một cái, yêu phong, thứ tám cấm, yêu cấm vừa ra, lập tức áo trắng nam tử sắc mặt lập tức biến hóa tại mạnh hạo nhìn lại cái này áo trắng nam tử bốn phía lập tức xuất hiện vô số ngoại nhân nhìn không tới sợi tơ lập tức đem người này quấn quanh khiến cho cái này áo trắng tu sĩ tu vi tại thời khắc này bị trực tiếp phong ấn nhưng này phong ấn không cách nào lâu dài chỉ có một hơi nhưng một hơi thời gian đối với mạnh hạo mà nói vậy là đủ rồi thân thể của hắn nháy mắt mà đi đang muốn thẳng đến cái kia ruộng ruộng tiên thổ giờ phút này cái này bảy người nguyên anh tu sĩ nguyên một đám ánh mắt lộ ra sát cơ càng có lo lắng nhưng vào lúc này cách đó không xa hư vô vốn là trống trải địa phương trong lúc đó xuất hiện gợn sóng vặn vẹo một thân ảnh lập tức xuất hiện đây là một cái ăn mặc trường bào màu đen thiếu niên đầu lâu của hắn rất nhỏ cùng thân thể rõ ràng mất cân đối toàn bộ người thoạt nhìn như là con chuột thần sắc của hắn âm trầm trong mắt có khát máu tàn nhẫn chi mang giờ phút này kiệt kiệt cười cười Tốc độ cực nhanh, lại vượt qua Mạnh Hạo không ít, thẳng đến tiên thổ mà đi, hắn đã sớm dùng đặc thù thủ đoạn giấu ở bốn phía, không người phát hiện, vốn định là đợi bảy người này lẫn nhau đấu lưỡng bại câu thương lúc, mình ở ra tay cướp đoạt, thuận tiện còn có thể giết chết mấy người kia, nhưng lại Mạnh Hạo xuất hiện, quét ngang mọi người một màn, lại để cho hắn có chút kinh hãi, đang nhìn đến cơ hội về sau, hắn cũng chần chừ một chút, sau đó quyết đoán ra tay, đa tạ vị đạo hữu này rồi cái này tiên thổ nhất trần tử liền từ chối thì bất kính rồi cái này tiểu đầu tu sĩ nháy mắt liền xuất hiện ở tiên thổ bên cạnh muốn xem phải bắt ở mạnh hạo chỗ đó trong mắt sát cơ lóe lên không mắt tơ tầm nháy mắt bay ra tại đây nhất trần tử đụng phải tiên thổ đồng thời không mắt tơ tầm cũng quấn chủ tiên thổ quanh một tiếng ngón tay này lớn nhỏ tiên thổ trực tiếp chia làm hai phần một phần bị mạnh hạo không mắt tơ tầm túng quay về một phần thì là bị nhất trần tử bắt lấy quay người mãnh liệt vội vã mà đi. Đúng lúc này, nơi đây mặt khác bảy người nguyên anh tu sĩ, cũng đều thấy được cái kia đầu tu sĩ, nguyên một đám nhao nhau thần sắc biến hóa, nhất trần tử, phản bạn long thứ bộ lạc, giết chết bản thân bộ lạc nhất trần tử, chết tiệt, người này cực kỳ ngoan độc, nghe nói dùng đồng tộc tế sống tu hành. Bảy người này đang nhìn đến nhất trần tử lập tức, tâm thần nhao nhau chấn động, mạnh hảo tiếp được nửa phần tiên thổ, không chút do dự vỗ túi trữ vật, lập tức huyết sắc mặt nạ nơi tay, trực tiếp đeo lên về sau, tu vi lập tức bộc phát, huyết khí trực tiếp ngập trời, tản mát ra khí tức, lập tức khuếch tán bát phương, lại để cho cái kia bảy người tu sĩ nhau nhau kinh hãi, lại để cho cái kia hai cái nguyên anh trung kỳ, giờ phút này cũng đều hai mắt mãnh liệt co rụt lại, đối với nhất trần tử cùng mạnh hạo ở giữa tranh đoạt, bọn hắn lại không có nửa điểm tham dự chi tâm, tiên thổ vô chủ, ai cướp được liền thuộc về ai, nếu như ngươi có bản lĩnh mang đi, vật ấy tự nhiên thuộc về ngươi mạnh hạo mở miệng lúc thân thể lập tức bay nhanh tốc độ cực nhanh trực tiếp đã đến gần rồi khoảng cách tay phải nâng lên vung lên lúc giữa huyết sắc gương mặt xuất hiện hướng ra phía ngoài mãnh liệt tản ra nổ vang ngập trời phía trước bỏ chạy nhất trần tử sắc mặt biến hóa tay trái nâng lên lúc giữa một quả lân phiến tại kia trong tay xuất hiện tại sau lưng đón gió gặp phát triển lập tức ba trường quanh một tiếng cản trở mạnh hạo huyết tiên gương mặt chi lực nổ mạnh bên trong cái này nhất trần tử phun ra máu tươi, thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc đã ở ngàn trượng bên ngoài, quay người lúc, hắn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, thứ long biến, theo lời nói truyền ra, lập tức cái kia miếng lân phiến trực tiếp nổ bung, hắc khí ngập trời, hóa thành một cái cực lớn kênh kênh, cái này kênh kênh mắt đỏ, thẳng đến mạnh hạo mà đến, mạnh hạo mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, một lời giờ khắc này, nhất trần tử sắc mặt biến rồi, hắn lập tức quay người, lần nữa bỏ chạy lập tức chung quanh hắn xuất hiện lần nữa gương mặt, đôi môi khẽ nhúc nhích, vô hình gợn sóng lập tức khuếch tán, cái kia thoạt nhìn rất là kinh khủng kênh kênh, thân thể mãnh liệt run rẩy, lập tức tan vỡ ra, mạnh hạo thân ảnh, như là ti chớp, từ nơi này kênh kênh tan vỡ trong thân thể, nháy mắt lao ra, chết tiệt, gia hỏa này như thế nào nhiều như vậy từ chưa thấy qua thần thông, hắn là kim hỏa một ba cái đồ đằng, vừa rồi mặt nạ vậy là cái gì pháp bảo, mạnh hạo thần sắc như thường, khi thì thuấn di, thẳng đến cái này nhất trần tử truy kích mà đi. Chương 458, sâu thẳm chi âm. Canh 3 Hai người một trước một sau, tại không trung nháy mắt bay nhanh, mạnh hạo mang theo huyết sắc mặt nạ, trong mắt hiện lên hàng mang, thân thể bên ngoài không mắt tơ tầm vờn quanh, phát ra ông ông thanh âm, càng là khi thì thuấn di, thẳng đến phía trước nhất trần tử đuổi theo. Nhưng này nhất trần tử, tốc độ không chút nào chậm, hắn tu vi nguyên anh trung kỳ, một thân thần thông không tầm thường, tính cách càng là tàn nhẫn, bản thân tại Tây Mạc Đại Địa, thì có hiển hách thanh danh, bản thân hắn là Long Thứ Bộ Lạc Tộc Nhân, một lần cơ duyên tạo hóa, đã lấy được nào đó tà pháp, vì tu luyện tà pháp, hắn đem bản thân tộc nhân âm thầm sống tế, dùng để nuôi nấng bản thân đồ đằng, dùng bí pháp kích phát, việc này bại lộ về sau, hắn vốn là cực kỳ ấy náy đạt được tộc nhân tha thứ, nhưng lại âm thầm lại dùng ác độc phương pháp, đánh lén Long Thứ Bộ Lạc Tộc Công, cũng là hắn cha ruột sau đó càng là tàn nhẫn lãnh huyết diệt giết mình trong bộ lạc tất cả mọi người, vô luận lão ấu, toàn bộ chém giết, dùng toàn tộc sống tế, rút cuộc đem đồ đằng biến dị, đổi lấy nguyên anh kỳ tu vi. Việc này phát sinh ở 60 năm trước, lúc ấy banh động hơn phân nửa Tây Mạc, Long thứ bộ lạc cho dù chỉ là một cái tiểu bộ lạc, nhưng này loại nghịch tộc sự tình, thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Cũng bởi vậy, nhất trần tử, lập tức ở Tây Mạc Đại Địa, thanh danh thay nhau nổi lên từ nay về sau 60 năm tuế nguyệt, hắn ở đây tây mạc đại địa xuất hiện qua ba lượt, mỗi một lần xuất hiện, đều đồ sát phần đông tiểu bộ lạc, cho đến một lần cuối cùng xuất hiện, giết chết rồi một hạng trung bộ lạc, tu vi bước vào nguyên anh trung kỳ, sau đó biến mất vô ảnh, chỉ có ở chỗ này đạt được đầy đủ tiên thổ, ta mới có thể thông qua bí pháp, từ đó kích phát đồ đằng chi lực, sau đó triển khai 10 vạn huyết tế, liền có cơ hội bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới trong nhất trần tử tại phía trước gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh, như là một đạo thiểm điện, càng là mỗi lần mạnh hạo vừa mới thuấn di, hắn liền lập tức thuấn di mà đi, trong khoảng thời gian ngắn, lại cùng mạnh hạo bảo trì khoảng cách nhất định, khiến cho mạnh hạo không cách nào đuổi theo, tại mạnh hạo thân thể bên ngoài, cực lớn gương mặt bành trướng, truy kích lúc nào cũng mà nổ vang, tràn ra trùng kích chi lực, khiến cho nhất trần tử sắc mặt biến hóa, nhưng tốc độ không có chút nào dừng lại, ngược lại càng nhanh, chết tiệt, người này như thế nào tốc độ nhanh như vậy. Nhất trần tử bỏ chạy lúc, nội tâm gầm nhẹ, hắn đã thật lâu không có như như bây giờ, triển khai tốc độ cao nhất, bất quá muốn đuổi kịp ta, hắn còn chưa có tư cách. Nhất trần tử hừ lạnh, tốc độ, là hắn rất tự ngạo thần thông, nhưng vào lúc này, mạnh hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, yêu phong thứ 8 cấm một cái chớp mắt xuất hiện, khiến cho nhất trần tử thân thể trong chốc lát lại tại giữa không trung dừng lại, bữa tiệc này, lại để cho hắn lập tức hồn phi phách tán, cho dù lập tức liền khôi phục, nhưng đến từ mạnh hạo không mặc một lời chi lực, hóa thành sóng âm, nháy mắt mà đến, nổ vang lúc giữa, nhất trần tử phun ra máu tươi, thân thể của hắn ngoài có bốn năm cái bay nhanh xoay tròn lân phiến, những thứ này lân phiến ngay ngắn hướng tan vỡ nổ bung, khiến cho tốc độ lần nữa bạo tăng, chạy ra ngoài, chết tiệt, đây là thần thông gì? Nhất trần tử sắc mặt tái nhợt, cúi đầu liều lĩnh bay nhanh, thời gian trôi qua, đảo mắt chính là một ngày mạnh hạo nhíu mày nhìn về phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh nhất trần tử trong mắt sát cơ dần dần nồng nặc lên cái này nhất trần tử tốc độ cực nhanh là mạnh hạo đã thấy tu sĩ ở bên trong có thể nói là nhanh nhất một ít nhất là người này am hiểu một loại động thuật này thuật có thể tan ra tại trong hư không phối hợp thuấn di triển khai khiến cho thuấn di chi lực đại tăng giờ phút này mắt thấy lẫn nhau ở giữa khoảng cách lại đang rất nhanh được kéo ra mạnh hạo thân thể huyết quang chấp động một cái huyết băng chợt hiện, nháy mắt tốc độ kia bạo tăng, hầu như hình thành tàn ảnh, vội vã mà đi lúc, lại triển khai thuấn di, như thế thay thế mà đến, cấp tốc kéo khoảng cách gần, nhưng lại tại cùng nhất trần tử ở giữa khoảng cách rất nhanh được gần hơn nháy mắt, nhất trần tử chỗ đó thân thể mãnh liệt biến mất, cũng không phải là vô hình, mà là hóa thành một đám khói xanh, lập tức tốc độ lại bộc phát gấp trăm lần nhiều, vừa đi vô tận, càng là tại tốc độ bộc phát ở bên trong, hắn triển khai thuấn di, lại ngay tiếp theo thuấn di chi lực cũng đều bạo tăng đứng lên lại là thuật này mạnh hạo mắt nhìn đối phương dùng loại phương pháp này nháy mắt cũng một lần nữa kéo ra khoảng cách âm thầm kinh hãi đồng thời sát cơ càng mạnh hơn nữa thân thể huyết quang chấp động huyết băng chật hiện cùng thuấn di lần nữa luân chuyển khiến cho cùng nhất trần tử ở giữa khoảng cách lần nữa bị gần hơn đã đến ngàn trượng về sau tại đối phương vừa muốn triển khai đột pháp nháy mắt mạnh hạo tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật lập tức từng kiện từng kiện pháp bảo bay ra, những thứ này pháp bảo đều là mạnh hạo đi vào tây mạc đại địa về sau, từ ngũ độc đại bộ phận xâm phạm trong giết chết thu hoạch, cũng không ít là cái kia kim hống bộ lạc ít tộc có được, giờ phút này vung vẩy đi ra ngoài, những thứ này pháp bảo hóa thành từng đạo pháp quan, gào thét đi về phía trước một cái chớp mắt, bạo. Mạnh hạo trong mắt hàng mang lóe lên, khẽ quát một tiếng, lập tức cái này mấy chục kiện pháp bảo, nguyên một đám rung rẩy ở bên trong, ầm ầm lúc giữa tan vỡ nổ bung, mấy chục kiện pháp bảo giá trị không nhỏ, Mạnh Hạo cũng có đau lòng, nhưng lại giờ phút này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, theo mấy chục kiện pháp bảo tan vỡ, lập tức nổ vang ngập trời, một cổ mạnh mẽ gần sóng mãnh liệt tản ra, hướng về bốn phía oanh long long, long cuồn cuộn mà đi, ở nơi này chút ít pháp bảo nổ bung, gần sóng quét ngang một cái chớp mắt, Mạnh Hạo lấy ra Liên Hoa kiếm trận, trận này tất cả tuế nguyệt một kiếm, hóa thành cầu vòng nhanh mà đi những cái kia pháp bảo tan vỡ trùng kích, như thúc đẩy mạnh hạo, có thể làm cho hắn tốc độ lập tức nhanh hơn, tuy nói chẳng qua là một cái chớp mắt, nhưng dự tính cũng có thể trực tiếp vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, chẳng qua là coi như là như thế, đều muốn lưu lại cái này nhất trần tử, cũng không có khả năng, cho nên mạnh hạo không có mượn cái này trùng kích đến thúc đẩy bản thân thân thể, mà là đẩy xử lý. Hắn liên hoa kiếm trận, kiếm trận bên trong, tất cả tuế nguyệt một kiếm, bản thân tốc độ chính là cực nhanh, giờ phút này tại đây trùng kích xuống, lập tức bạo tăng, ngàn trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền gào thét mà qua, tại nhất trần tử triển khai đột pháp đồng thời, kiếm trận xuất hiện ở chung quanh hắn, mãnh liệt xoay tròn, tuế nguyệt chi lực quanh quanh hàng lâm, tại đây tuế nguyệt chi lực xuống, hư vô xuất hiện gần sóng, nhưng lại lại để cho mạnh hạo nhíu mày đấy, là nhất trần tử động pháp, lại cực kỳ quỷ dị, dù là tuế nguyệt kiếm trận, đều không thể đem vây khốn hóa thành khói xanh, nháy mắt liền đi xa, nhưng lại tại đi xa một cái chớp mắt, mộng ảo yêu phong thứ tám cấm, lại một lần triển khai, nháy mắt dừng lại, phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng lại cái kia khói xanh như trước bay nhanh, xuất hiện ở xa xa lúc, một lần nữa hóa thành nhất trần tử thân ảnh, tại xuất hiện trong nháy mắt, nhất trần tử phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, tóc càng là nháy mắt đã trở thành màu trắng, thân thể rõ ràng già nua đi một tí, thần sắc hắn hoảng sợ tâm thần mãnh liệt chấn động, ánh mắt lộ ra sợ hãi, lại là cái kia quỷ dị thần thông, còn có. Cái này vậy là cái gì pháp bảo? Da đầu hắn rung lên, vừa rồi cái kia một nháy mắt, hắn liền tổn thất gần như 300 năm thọ nguyên, cái này với hắn mà nói, đã là khủng bố đã đến cực hạn, giờ phút này hầu như hồn phi phách tán, lần nữa phun ra máu tươi, mãnh liệt đi về phía trước, chết tiệt, chết tiệt, không phải là nửa phần tiên thổ sao, tại sao ư, tại sao ư nhất trần tử cắn răng, gào thét mà đi, mạnh hạo trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị chi mang chấp động, nhíu mày, liên hoa kiếm trận uy lực, tuy nói hay vẫn là so với tại bên ngoài là cường đại hơn, nhưng lại không bằng tại hư vô trong biểu hiện, kém ước chừng bảy thành bộ dạng, chẳng lẽ chỉ có tại hư vô ở bên trong, cái kiếm trận này tuế nguyệt, mới có thể nhảy lên tới một nháy mắt nghìn năm trình độ kinh khủng. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, mắt nhìn bay nhanh nhất trần tử, lần nữa đuổi theo thời gian nhán một cái lại là một ngày làm sao còn chưa tới dựa theo của ta tính toán phải là ở thời điểm này tại địa điểm này mới đúng nhất trần tử có chút tiều tụy nhất là hắn phát hiện mạnh hạo chỗ đó rõ ràng tại nuốt đang dược về sau lập tức có loại cực kỳ phức tạp cảm giác nhưng lại nguyên tắc của hắn là cướp được tay về sau cho dù chết cũng cũng sẽ không đưa về giờ phút này cắn răng mắt nhìn đối phương lại đuổi theo lập tức lần nữa triển khai động pháp đi xa đúng lúc này bầu trời xa xăm lên, có một đạo cầu vồng gào thét mà đến, cái này cầu vồng không phải tu sĩ, mà là một khối hơn 300 trượng lớn nhỏ hòn đá, cái này hòn đá dựa theo nào đó quỷ tích, dùng tốc độ cực nhanh nháy mắt mà đến, nhìn kia phương hướng, hẳn là xa xa cái mảnh này đại địa phần cuối, đến rồi. Nhất trần tử trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ tại mạnh hạo hai mắt ngưng tụ lập tức, nhất trần tử thân thể dĩ nhiên nhảy lên, mạnh hạo lập tức chứng kiến nhất trần tử tay phải bấm niệm pháp quyết, không biết triển mở cái gì thuật pháp, lại lại để cho cái kia ở phía xa gào thét mà qua hòn đá, mãnh liệt ngừng lại, rõ ràng cải biến phương hướng, thẳng đến nơi đây, hắn có thể điều khiển nơi đây hòn đá. Mạnh hạo hai mắt co rụt lại, mắt thấy nhất trần tử thẳng đến hòn đá mà đi, mạnh hạo hai mắt lập tức lộ ra tinh mang, thời khắc mấu chốt, hắn không chút do dự tay phải nâng lên chỉ về phía trước, tại nhất trần tử muốn bước lên hòn đá nháy mắt, yêu phong thứ tám cấm, bỗng nhiên triển khai. Hầu như tại Mạnh Hạo thứ 8 cấm triển khai nháy mắt, Nhất Trần Tử toàn thân lập tức hóa thành khói xanh, mãnh liệt bay nhanh, nội tâm của hắn thầm nghĩ chính mình đã sớm đoán được đối phương sẽ triển khai quỷ dị này thần thông, giờ phút này hóa thành khói xanh, nháy mắt liền xuất hiện ở trên hòn đá, vị đạo hữu này, sau sẽ hủy thời hạn. Nhất Trần Tử cười ha hả, buồn cười âm thanh vừa lên, hắn liền sắc mặt lập tức đại biến, hắn phát hiện, dưới chân hòn đá, lại tại đây trong tích tắc dừng lại mạnh hạo thứ tám cấm căn bản cũng không phải là đối với nhất trần tử mà đến mục tiêu là cái kia cực lớn hòn đá tại đây hòn đá ngừng lại lập tức mạnh hạo không mắc tơ tầm dĩ nhiên khủng trụ liễu cái này hòn đá lập tức này hòn đá khôi phục tốc độ mãnh liệt vọt tới trước lúc kéo mạnh hạo dùng vượt qua lúc trước tất cả tốc độ thẳng đến hòn đá mà đi tốc độ này cực nhanh nháy mắt vậy hãy để cho mạnh hạo xuất hiện ở trên hòn đá tay phải nâng lên một quyền oanh oanh mà đi nhất trần tử sắc mặt đại biến cắn răng phía dưới lập tức đối kháng nổ vang ở bên trong nhất trần tử phun ra máu tươi thân thể ngược lại cuốn bị ném ra hòn đá không mắc tơ tầm tùy theo buông ra mạnh hạo một cái thuấn di từ trên hòn đá biến mất xuất hiện lúc tại nhất trần tử bên người tay phải nâng lên đang muốn trực tiếp giết chết người này nhưng vào lúc này đột nhiên toàn bộ bầu trời lập tức đã trở thành màu xám đại địa cũng ở đây trong tích tắc trực tiếp bị một mảnh màu xám sương mù, nháy mắt bao trùm, như là đã trở thành vụ hải, cái kia khối đang vội vã mà đi tảng đá, trong giây lát ngừng ở giữa không trung, mà mạnh hạo cũng hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình. Lại tại không trung không cách nào di động chút nào, nhất trần tử cũng là như thế, dường như trên thế giới này, hết thảy chi vật, đều tại thời khắc này, bất động, cùng lúc đó, tại đây vụ hải bên trong, có một đám thân ảnh, mang theo mờ mịt, khiên từng khối hư ảo tiên kiều thạch, đang tại vụ hải bên trong, từng bước một đi tới, tiên kiều gì thời hạn tái hiện trời. Hỏi quân ngày nào có thể gặp nhau? Sâu kính thanh âm, mang theo quỷ dị, quanh quẩn thế giới, chương 459, khuyết diện lão quái. Những thân ảnh này, nguyên một đám thân thể mơ hồ, tu vi không hiện, trong bọn họ trẻ có già có, nữ có nam có, nguyên một đám mang theo mờ mịt, khiên từng khối tiên kiều thạch, từ vụ hải mà đến, như là u linh mạnh hạo nhìn lại lúc một cổ mãnh liệt nguy cơ đột nhiên hiển hiện loại nguy cơ này như cùng là gặp thiên địch hắn có loại dự cảm mãnh liệt nếu là bọn này quỷ dị thân ảnh đụng phải chính mình như vậy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ bọn họ là cái gì mạnh hạo mắt thấy những cái kia tựa là u linh thân ảnh chừng trên trăm từ vụ hải bên trong đi tới từ bên cạnh mình đi qua thuận theo của bọn hắn tới gần một cổ băng hàng lập tức hiển hiện mạnh hạo thân thể như là đưa thân vào hư vô rét lạnh bên trong. Ngay sau đó, Mạnh hạo chứng kiến bọn này quỷ dị thân ảnh, phân ra một người, lại đi tới cái kia khối trôi nổi ở giữa không trung hòn đá bên cạnh, trực tiếp xuyên thấu lúc, thân ảnh ấy trên người, thình lình nâng lên một cái cùng hòn đá kia giống như đúc hư ảo tảng đá lớn, như là khiên hòn đá hồn, dần dần đi xa, mà cái kia bị lấy ra linh hồn hơn 300 trượng tiên kiều thạch, giờ phút này tuy nói như trước trôi lơ lửng ở không trung, nhưng lại tại mạnh hạo cảm giác, như là tử vong, giống như đã mất đi chạy hư vô lực lượng, cho đến những thứ này thân ảnh đi xa, thanh âm của bọn nó vẫn còn sâu kín quanh quẩn, tiên kiều gì thời hạn tái hiện trời. Hỏi quân ngày nào có thể gặp nhau, thanh âm dần dần tiêu tán, đại địa vụ hải bỗng nhiên cuồn cuộn, lập tức liền hóa thành một cổ gió lốc, cơn bão táp này cuốn động bầu trời màu xám, đem cái này màu xám xé rách, chợt xoay tròn lúc, cũng đem mạnh hạo cùng nhất trần tử, còn có cái kia hơn 300 trượng tiên kiều thạch, cũng đều cuốn vào tiến đến, ngay tiếp theo cả vùng đất không ít phế tích hài cốt, nơi đây hết thảy tồn tại, đều ở đây một cái chớp mắt. Bị cuốn vào trong gió lốc, căn bản là không cách nào đi dãy dụa. Nháy mắt liền bị cuốn vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, cơn bão táp này nổ vang lúc giữa, trực tiếp tan vỡ nổ bung, trong đó hết thảy tồn tại, đều bị lập tức hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Mạnh hạo lần nữa đã có một loại năm đó bị côn bằng cánh quạt thoáng một phát cảm giác, Gió đang xé rách thân thể này, như muốn đem chính mình trực tiếp chia năm xẻ bảy, thân thể lấy cực nhanh tốc độ. Bị gió thúc đẩy thẳng đến xa xa, nếu là thay đổi bình thường kết đang tu sĩ, cái này một cái chớp mắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mạnh Hạo dù sao cũng là có đủ ba cái ngũ hành đồ đằng, vượt qua nguyên anh khe rảnh tồn tại, giờ phút này cắn răng kiên trì lúc, trong cơ thể tu vi vận chuyển, không ngừng mà hóa giải thân thể bên ngoài cuồng phong, cho đến đi qua một canh giờ. Mạnh hảo lúc này mới đem thân thể bên ngoài gió, dần dần sau khi áp chế, một cái thuấn di. Nháy mắt trốn ra cái mảnh này xé rách vạn vật gió trong phạm vi, mạnh hảo sắc mặt tái nhợt, tại lao ra gió mạnh phạm vi sau. Phun ra một nguồn máu tươi, thân thể lập tức thẳng đến đại địa, tại mặt đất một chỗ sơn mạch bên trong, đào ra một cái động phủ, ở bên trong khoanh chân ngồi xuống, cho đến mấy ngày về sau, phía ngoài gió đang dần dần tiêu tán, mạnh hảo cái này mới đi ra khỏi động phủ đứng ở giữa không trung, nhìn hắn đến đại địa một mảnh hỗn độn, có không ít ngọn núi trực tiếp đã bị thổi cắt đứt, trận gió này, quét ngang cái mảnh này đại địa tất cả khu vực, những cái kia tựa là u linh tồn tại, rút cuộc là cái gì? Mạnh hạo nhíu mày, đối với cùng khư kiều giới thần bí, đã có quỷ dị cảm giác, giờ phút này hắn sớm đã không có nhất trần tử tung tích, mà lại dùng người này tu vi, đoán chừng cũng có biện pháp ở đằng kia trong cuồng phong đào thoát hơn nữa cái kia tốc độ khủng khiếp cùng đối với đối với chính mình kiên kỵ khả năng rất lớn là sẽ dùng tốc độ nhanh nhất ly khai trên phiến đại lục này đang chìm ngâm ở bên trong bỗng nhiên mạnh hạo mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm thần sắc khẽ giật mình tại ánh mắt của hắn hy vọng địa phương có một cái hơi yếu quan đoàn quan đoàn bên trong có mấy hạt cắt đất đúng là tiên thổ mạnh hạo thân thể lập tức qua sau khi xuất hiện một tay lấy cái này mấy hạt tiên thổ lấy đi nội tâm ầm ầm động tâm ở bên trong, linh thức mãnh liệt tản ra, lập tức liền phát hiện, tại đây bốn phía trong phạm vi, lại thình lình có ba chỗ vị trí, giữa không trung nổi lơ lửng như vậy tiên thổ, cho dù đều là mấy hạt, nhưng lại đây cũng là tiên thổ, ta hiểu được, là trận này gió, đem nguyên bản dấu ở đại địa tiên thổ thổi lên. Như vậy có thể tưởng tượng đạt được, giờ phút này toàn bộ bầu trời, như vậy tiên thổ đã không ít, mạnh hạo hai mắt lộ ra kinh hỉ hắn không chút do dự, lập tức biến mất, dùng không nhiều thời giờ, liền đem cái kia ba chỗ tiên thổ lấy đi, sau đó thân thể nhoáng một cái, hướng về xa xa vội vã mà đi. Linh thức toàn bộ tán ra, không ngừng mà tìm kiếm, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Mạnh Hạo hô hấp càng thêm dồn dập, bởi vì này cả buổi, hắn sưu tập tiên thổ chung vào một chỗ, liền chừng hài nhi nắm đấm giống nhau lớn nhỏ. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy không ít tu sĩ thân ảnh, cùng một dạng với hắn đều là đang điên cuồng tìm kiếm bị gió thổi lên tiên thổ, thậm chí những người này lẫn nhau giữa cũng có tranh đoạt, nhưng cái này tranh đoạt chẳng qua là một cái chớp mắt ra tay, liền lập tức riêng phần mình tản ra, dù sao có đánh nhau thời gian, không bằng đi những phương hướng khác tìm kiếm, tiên thổ là ta đạt được thổ đồ đằng nơi mấu chốt. Mạnh hạo trong mắt đỏ lên, những nơi đi qua, đầu muốn nhìn thấy tiên thổ, lập tức liền đem kia lấy đi, nếu có người cùng hắn tranh đoạt Mạnh hạo sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp oanh mở, nổ vang quanh quẩn. Một lúc lâu sau, mạnh hạo tay phải về phía trước một quyền rơi xuống, đem một cái nguyên anh sơ kỳ tây mặt tu sĩ trực tiếp đẩy lui về sau, một phát bắt được phía trước tiên thổ, xoay người rời đi. Cái kia bị oanh lui nguyên anh tu sĩ là một người trung niên nam tử, nhìn xem mạnh hạo đi xa thân ảnh, thần sắc lộ ra kiên kỵ, vừa rồi một kích kia, trung chuyển rồi trong cơ thể hắn nguyên anh, lại để cho lòng hắn kinh sợ người này là ai? Ba canh giờ về sau, một chỗ giữa không trung, có ba thân ảnh đang tại nổ vang, mạnh hạo ở trong đó, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức biển lửa ngập trời, trùng kích khuếch tán, làm cho hai người khác không thể không lui, mạnh hạo tay áo hất lên, vòng quanh cái kia đoàn tiên thổ, nháy mắt đi xa, hai người kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng kiên kỵ, để cho bọn họ không dám đi đuổi theo, giờ phút này chỉ có thể một đập chân quay người đi những phương hướng khác tìm kiếm thời gian trôi qua một ngày về sau mạnh hạo dĩ nhiên triệt để đỏ mắt hắn cướp đoạt tiên thổ nhiều giờ phút này khoảng chừng hài nhi đầu lâu lớn nhỏ toàn bộ bị đặt ở trong túi trữ vật tại đây mảnh đại địa trên bầu trời không ngừng mà tìm kiếm nhưng lại đã có hai canh giờ hắn không nhìn thấy chút nào tiên thổ nghĩ đến hẳn là đều bị người lấy đi bị bắt đi cũng tốt mạnh hạo trong mắt sát cơ lóe lên tại đây tu chân giới thịt yếu mạnh mẽ ăn, tu hành tài nguyên tất nhiên tồn tại cướp đoạt, việc này mạnh hạo sớm thành thói quen, giờ phút này sát cơ sau khi xuất hiện, hắn lập tức thân thể nhoáng một cái, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ, một ngày về sau, nổ vang ngập trời, giữa không trung một cái thật lớn gương mặt tan vỡ khuếch tán, tại đây tan vỡ trong. Một người trung niên nam tử phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hắn không chút do dự từ trong túi trữ vật lấy ra một chút tiên thổ ném ra xoay người rời đi cùng cuộn trong sương mù mạnh hạo đi ra bắt được tiên thổ về sau lập tức cải biến phương hướng lần nữa bay nhanh hai ngày sau một cái hồng phát lão giả cùng bên người hai người nguyên anh tu sĩ đang mang theo dữ tợn trực tiếp giết chết rồi một cái cùng bọn họ tranh đoạt tiên thổ chi nhân vừa mới đem người này trong túi trữ vật tiên thổ lấy đi nội tâm đang sung sướng lúc bỗng nhiên hắn bầu trời xa xăm sương đỏ cuồn cuộn một cái thật lớn mặt nạ cuồn cuộn mà đến đang nhìn đến mặt này lỗ nháy mắt hồng phát lão giả tâm thần oanh một tiếng da đầu rung lên hắn liếc liền nhận ra mặt này lỗ đúng là ngày đó cùng nhóm người mình một trận chiến đối với chính mình bảy người gần như nghiền ép khủng bố tu sĩ khuyết diện lão quái bên cạnh hắn cái kia hai người tu sĩ đang nhìn đến trên bầu trời cuồn cuộn sương đỏ cùng sau mặt nạ lập tức la thất thanh hai người sắc mặt đại biến quay người bỏ chạy mấy ngày này huyết diện lão quái xưng hô thế này dĩ nhiên tại đây mảnh đại địa truyền ra xưng hô thế này theo như lời đấy là một cái kinh khủng tu sĩ mang theo huyết sắc mặt nạ tu vi kinh người cướp đoạt tiên thổ bị người này cướp đoạt tu sĩ mấy ngày này đã có không ít làm cho rất nhiều người không dám lại cái mảnh này đại địa dừng lại lần lượt ly khai lưu lại những người kia cũng đều nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí chứng kiến huyết diện, lập tức bỏ chạy. Ba người này không chút do dự, lập tức chia làm ba phương hướng, cấp tốc bỏ chạy. Một lát sau, trong đó hai người, tại nổ vang trong phun ra máu tươi, nguyên một đám lập tức lấy ra tiên thổ tống xuất. Bọn hắn trong lòng biết cái này huyết diện lão quái thích, chỉ cần tiên thổ, đưa ra tiên thổ không giết người, như phản kháng đến cùng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chết tiệt. Sớm biết như vậy, lúc trước có chút thu hoạch lúc liền rời đi nơi đây, cái này chết tiệt huyết diện lão quái, hai cái này bị lượt đoạt rồi tiên thổ tu sĩ, liên tục thở dài, không có cam lòng, nhưng lại lại không có cách nào, giờ phút này lần lượt nổi lên ly khai cái mảnh này đại địa ý tưởng, mấy ngày về sau, mạnh hạo chỗ cái mảnh này đại địa, đã không có, nửa bất luận cái gì tu sĩ, chỉ còn lại có chính hắn, mấy ngày này, hắn hầu như cướp đoạt hơn phân nửa ở chỗ này tu sĩ, giờ phút này trong túi trữ vật tiên thổ, chừng trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ có thể nói khủng bố mạnh hạo nếm thử cảm ngộ về sau có thu hoạch nhưng rõ ràng còn chưa đủ nhưng lại nơi đây chi tu sớm đã đào tẩu mạnh hạo lại tìm mấy ngày cũng đều không tìm được vì vậy tại một khối trăm trượng tảng đá lớn gào thét mà đến lúc hắn thuấn di bước lên này thạch khoanh chân ngồi xuống theo này thạch phá vỡ cái mảnh này đại địa đen kịch hư vô đã đi ra nơi đây đi kế tiếp tiên kiều thạch hình thành đại lục hắn không biết huyết diện lão quái xưng hô thế này sớm đã theo những cái kia rời đi tu sĩ, truyền khắp chung quanh đây tất cả khu vực, hầu như toàn bộ Tây Mạc tiến đến tu sĩ đều biết hiểu, có cái này thì một cái huyết diện lão quái tồn tại, theo hòn đá dung nhập hư vô, lúc bốn phía hết thảy lần nữa đã trở thành đen kịt lúc, mạnh hạo khoanh chân ngồi ở trên hòn đá, hai mắt có chút chớp động, gặp không ít người, nhưng lại không có một cái nào giống như bên người tồn tại vị kia yêu nữ chỉ hương. Bất quá ta không nhìn thấy triệu U Lan, không biết người này ở nơi nào. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, lấy ra địa đồ ngọc giản, nhìn nhìn về sau, xác định tảng đá kia muốn đi địa phương, là bản đồ này ngọc giản bên trong, ghi chép một cái phụ cận lớn nhất tiên kiều thạch chỗ, khư kiều giới rất lớn, từng cái tiên kiều thạch đều là một cái thế giới, hẳn là tồn tại ít nhất mấy vạn giới bộ dạng, mà tây mặt tu sĩ, ở chỗ này có thể thăm dò đấy, chỉ có 10 cái thế giới mà thôi, mấy ngày về sau, hư vô càng phát ra băng hàng, cho dù có chống lạnh chi bảo, Mạnh Hạo cũng cần không ngừng vận chuyển bất diệt hỏa, mới có thể bảo trì thanh tĩnh. Hắn đang nhìn hư vô, nhìn xem cái kia mênh mông bát ngắt hắt, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, hắn thấy được phía trước đen kịch hư vô bên trong, có một người mặc màu xanh trường bào trung niên nam tử, lưng đeo một thanh kiếm, trong tay cầm một cái bầu rượu, đúng là thân thể tại cái này hư vô ở bên trong, cất bước đi về phía trước, khi thì uống xong trong bầu rượu, thần sắc xuống dốc, mang theo phiền muộn, hư vô hàng, tại chung quanh hắn, dường như nhỏ yếu chẳng qua là một đám gió lạnh, thổi không dậy nổi tóc của hắn, trung chuyển bất động cước bộ của hắn, đi ở chỗ này, như là đi ở đất bằng, thậm chí tại chung quanh hắn, hư vô đều vặn vẹo, như hàng khí không đợi tới gần nó, liền tự hành tránh đi, mạnh hạo tâm thần mãnh liệt chấn động, thần sắc mang theo vẻ hoảng sợ, mạnh hạo thấy được hắn, hắn cũng nhìn thấy mạnh hạo, chương 460, Thanh Y Hàng Sơn. Canh 1 Tại hai người ánh mắt nhìn nhau nháy mắt, mạnh hạo trong mắt, đã không còn thân ảnh của vị trung niên thanh y này, có thế hơi thở tiếp theo, nam tử này liền trực tiếp xuất hiện ở mạnh hạo bên người, mạnh hạo tê cả da đầu, người này tu vi hắn nhìn không thấu, nhìn một cái, thì có loại như biến cả như vậy thâm bất khả trắc cảm giác, vãn bối mạnh hạo, bái kiến tiền bối. Mạnh hạo liền vội vàng đứng lên, hướng về thanh y nam tử ôm quyền cúi đầu, người muốn đi toái phong đại lục. Thanh y nam tử nhìn mạnh hạo liếc, ngồi ở bên cạnh, uống xong một ngụm rượu, thần sắc như trước xuống dốc, rất tùy ý mở miệng, toái phong đại lục. Mạnh hạo sững sờ, nghĩ tới trong địa đồ ngọc giảng, đối với chính mình phải đi cái kia chỗ đại địa miêu tả về sau, nhẹ gật đầu, vừa vặn, tiện đường. Thanh y trung niên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là tựa ở sau lưng một khối nhô ra thạch tầng, một bên uống rượu, một bên nhìn xem đen kịch hư vô. Mạnh hạo có chút chần chờ, nhìn nhìn nam tử mặc áo xanh này, hơi chút kéo ra một chút khoảng cách, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có thế hiển nhiên không cách nào nhập định, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt, đi qua nửa tháng, nửa tháng này, thanh y nam tử trung niên, thủy trung nằm ở nơi đó, trong bầu rượu rượu giống như vĩnh viễn cũng uống không hết, từng miếng từng miếng uống vào, vẫn nhìn đen kịch hư vô, thần sắc càng phát xuống dốc điều hiu chi ý, dần dần rõ ràng, trên mặt của hắn râu đâm tua tủa, giống như thật lâu không có tâm tình đi sửa sang lại, trên quần áo cũng đầy là nếp nhăn, rõ ràng hẳn là rất lôi thôi thảm hại, có thế hết lần này tới lần khác khí chất của hắn, tồn tại một loại không cách nào hình dung mị lực, khiến hắn cho người cảm giác, chỉ là cô đơn, không có dơ giấy bẩn thiểu, rượu trong tay của hắn hủ, là làm bằng gỗ, mặt trên còn có một ít vân gỗ, bị hắn cầm ở trong tay, nửa tháng này đến, không biết uống xong mà bao nhiêu nguồn hắn không nói lời nào mạnh hạo cũng không có mở miệng tự hồ nam tử mặc áo xanh này hoàn toàn chính xác chỉ là tiện đường không muốn chính mình hành tẩu mà là mượn mạnh hạo tảng đá kia mà thôi hai người giữ yên lặng tại đây tương đối yên tĩnh trong hư vô lại đi về phía trước một tháng mạnh hạo dần dần đã có thể nhập định đã tọa bất quá dù sao cũng để ra một ít ý thức ở bên ngoài mặc dù hắn biết rõ là có làm vậy đi chăng nữa cũng không có tác dụng quá lớn thế nhưng đây là thói quen không phải thời gian ngắn có thể bỏ được cho đến một ngày này tại đây trong hư vô cái này trăm trượng tảng đá lớn trong khi tiến lên bỗng nhiên đấy nằm ở nơi đó hơn một tháng từ đầu đến cuối không có ngồi dậy thanh y nam tử thần sắc lộ ra một vòng phiền muộn chậm rãi ngồi dậy hai mắt nhìn về phía xa xa cử động của hắn lập tức lại để cho mạnh hạo mở mắt ra cũng theo đó nhìn sang có thế chỗ đó đen kịt một màu không có cái gì có thế hết lần này tới lần khác thanh y trung niên hắn nhìn rất chân thành cái kia rất nghiêm túc trình độ giống như chuyên chú mà toàn bộ tinh thần mạnh hạo nội tâm nghi hoặc có thế cũng không lộ ra chút nào mà là yên lặng nhìn lại thời gian trôi qua cho đến lại qua mà ba ngày thanh y nam tử nhìn ba ngày mạnh hạo cũng nhìn ba ngày cho đến tại ba ngày sau cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên đấy toàn bộ hư vô thế giới trong chốc lát đã trở thành màu xám cùng lúc đó cái này trăm trượng hòn đá càng là lập tức dừng lại, mạnh hạo tâm thần chấn động mạnh một cái lúc, hư vô nổi lên nồng nặc sương mù, cái này sương mù cấp tốc khuếch tán, tràn ngập bát phương, khiến cho nơi đây tựa như đã trở thành vụ hải, mạnh hạo tê cả da đầu, hắn há có thể không biết được điều này đại biểu cái gì, giờ phút này thân thể không cách nào hoạt động chút nào, nhìn phía xa vụ hải ở trong, có một đám thân ảnh, đang khiên tảng đá lớn, từng bước một đi tới, những thứ này thân ảnh mang theo mờ mịt, yên lặng tiến đến, thanh âm sâu kín, tại đây một cái chớp mắt, quanh quẩn toàn bộ hư vô, tiên kiều khi nào mới có ngày tái hiện. Hỏi chàng ngày nào mới có thể gặp nhau, theo thanh âm quanh quẩn, những thứ này nam nữ già trẻ thân ảnh, mang theo sâu đậm mê mang, trôi nổi mà đến, theo bọn họ tới gần, mạnh hạo lần nữa cảm nhận được cái kia có thể đóng băng linh hồn rét lạnh, mạnh hạo thân thể dần dần lạnh cống, giống như sinh cơ đang tại dập tắt, có thế hắn lại thấy rõ ràng những thứ này thân ảnh, cùng mình lúc trước đại lục ở bên trên, đuổi giết nhất trần tử thì gặp phải, cũng không phải là một đám, mà giờ khắc này, vị kia thanh y nam tử trung niên, như cũ là ngồi ở nơi đó, như cũ là chốc chốc dơ bầu rượu lên uống, cặp mắt của hắn, phiền muộn thêm nữa, khóe miệng lộ ra đắng chát, ngóng nhìn đám kia thân ảnh, hắn cẩn thận nhìn xem, giống như đang tìm kiếm cái gì, theo từng cái từng cái thân ảnh được nhìn rõ, cho đến quét qua người cuối cùng thân ảnh về sau, trên người của hắn cô đơn càng đậm, lắc đầu, uống tiếp một ngụm rượu, những thân ảnh kia, thẳng đến mạnh hạo chỗ ở hòn đá mà đến, có thế ngay tại chúng muốn tới gần nháy mắt, bỗng nhiên những thứ này thân ảnh chợt dừng lại, nguyên một đám vốn là mờ mịt gương mặt, đột nhiên lộ ra dữ tợn, nhất tề ngẩng đầu, toàn bộ nhìn về phía trên hòn đá, vị kia thanh y nam tử, bọn hắn song phương, chỉ nhìn thoáng qua về sau, thanh y nam tử tay trái nâng lên vung lên, cái này vung lên dưới, những thứ này thân ảnh nguyên một đám thân thể trôi nổi lại theo bên cạnh vượt qua đi xa xa lúc lần nữa khôi phục mờ mịt thanh âm sâu kín quanh quẩn chúng càng chạy càng xa tiên kiều khi nào mới có ngày tái hiện hỏi chàng ngày nào mới có thế gặp nhau thanh âm dần dần đi xa vụ hải biến mất hư vô màu xám cũng tiêu tán không có đã từng mạnh hạo đã gặp khủng bố phong bạo cứ như vậy bình tĩnh tiêu tán hết thảy khôi phục bình thường lúc mạnh hạo chỗ ở trăm trượng hòn đá lần nữa về phía trước bay nhanh bọn họ là mạnh hạo thân thể chấn động dần dần khôi phục lại nội tâm của hắn chấn động đây là hắn lần thứ hai chứng kiến bọn này quỷ dị thân ảnh hắn theo bản năng nhìn về phía thanh y nam tử hỏi lên sau khi hỏi xong mạnh hạo biết rõ lấy đối phương tu vi cùng mấy ngày này trầm mặc vấn đề này có lẽ không có trả lời chính mình kiều nô thanh y nam tử nhẹ giọng mở miệng đạp tiên kiều bị quý tổ băng diệt về sau này kiều còn sót lại chi ý, dung hợp lại tới đây, ham mê thời gian vĩnh hằng, khiến cho tánh mạng có thể kéo dài đám người, hòa tan bọn hắn niệm, hóa thành kiều nô, bọn hắn đã lấy được sự sống vĩnh hằng, mà một cái giá lớn. Là trở thành này kiều nô, cả ngày lẫn đêm, ở tại sự sống vĩnh hằng ở bên trong, vĩnh viễn đi tu phục cái này tòa không cách nào có thể chữa trị đạp tiên kiều, Mạnh Hạo nghe đến đó, tâm thần chợt chấn động, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng đám kia kiều nô rời đi địa phương, thấy chỉ là một mảnh hư vô, giống như có một tồn tại buông xuống nắp chậu, che đậy mà hết thảy, trong mắt nhìn thấy, chỉ có đen kịch, thế gian này hết thảy, đều có một cái giá lớn, đều có triều đại móng vuốt. Cái này chắc vài chương sau mới hiểu nổi CV, thanh y nam tử đắng chát, thấp giọng thì thào, cầm bầu rượu tay, cắt gao đem rượu hũ cầm chặt, thời gian trôi qua, mạnh hạo không tiếp tục hỏi, Thanh y nam tử trung niên cũng không có tiếp tục nói lời nào nữa, hắn trong trầm mặt lại nằm ở này ở bên trong, nhìn xem hư vô, mang theo cô đơn, chốc chốc uống rượu, mạnh hạo cũng trầm mặt, kiều nô, một cái rất chuẩn xác xưng hô, đã nhận được vĩnh hằng bỏ ra một cái giá lớn, chỉ là cái này một cái giá lớn quá lớn, lớn đến mạnh hạo nghĩ tới, cái kia chút ít kiều nô thanh âm sâu kín, cho đến lại qua mà hai tháng, tại phía trước trong hư vô, dần dần xuất hiện một chỗ khổng lồ hòn đá chỗ này đạp tiên kiều hòn đá, to lớn khó có thể hình dung, là mạnh hạo lúc trước chỗ ở đại địa, gần như mấy chục lần to lớn, một cổ bàn bạc uy áp, theo mặt đất nơi đó tràn ra, bao phủ bốn phía, nó phiêu phù ở trong hư vô, bốn phía bất quy tắc, mạnh hạo nhìn xem, trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra chính mình tại tiến đến cái này khư kiều giới trước, thấy cái kia kéo dài qua tinh không cực lớn tàn kiều, giờ phút này, vị kia thanh y nam tử trung niên, ngồi dậy, đứng lên uống rượu không? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, cặp mắt của hắn rất thanh tịnh, lại dẫn thâm thúy, giống như tinh không. Đây là hắn lần thứ hai chủ động mở miệng, lần thứ nhất đi đến đến, cái này lần thứ hai. Mạnh Hạo minh bạch, là rời đi. Mạnh Hạo đứng dậy, ông quyền cúi đầu về sau, nhìn qua thanh y trung niên, hai mắt sáng ngời, chần chờ một chút về sau, nhẹ gật đầu. Thanh y nam tử nở nụ cười, tay phải vung lên, hũ rượu kia thẳng đến Mạnh Hạo mà đến bị mạnh hạo một phát bắt được về sau, không chần chờ, uống một hớp lớn. Cái này một hớp lớn uống xong, tử thủy trực tiếp rót vào ít hầu, một cổ nóng bỏng cảm giác lập tức bộc phát, phản phất muốn thiêu đốt như vậy, lại để cho mạnh hạo toàn thân tu vi âm ầm vận chuyển. Tiểu gia hỏa cũng rất có lòng tham, cũng được, xem như lộ phí rồi. Thanh y nam tử tay phải nâng lên hướng về mạnh hạo nhất chỉ, lập tức mạnh hạo thân thể lần nữa chấn động, cái kia một ngụm rượu lớn ở tại trong cơ thể lập tức hóa thành một cái cùng loại với kim đang chi vật, tràn ra trận trận mùi rượu, cùng mạnh hạo hoàng mỹ kim đang dung hợp, tuy nói không để cho mạnh hạo tu vi kéo lên, có thế tại mạnh hạo cảm giác, giống như thân thể tại đây một cái chớp mắt, phản phất có chút ít bất đồng, rượu đang tại thể, có thế cho phép ngươi xuất ra đạp ca kiếm khí của ta hai lần, bên dưới tiên một kiếm trảm, thanh y trung niên tay phải thu hồi lúc, bầu rượu trở về, bị hắn cầm ở trong tay, chuyển người, đi ra trăm trượng tảng đá lớn, đi về hướng khổng lồ kia tiên kiều thạch đại địa, ngươi hỏi ngày nào có thế gặp nhau? Ta đã tìm ngươi ba ngàn năm. Thanh Y Nam tự cất bước bước vào hư vô, than nhẹ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, quanh quẩn lúc thanh âm kia ở bên trong không nói ra được phiền muộn, tìm không được cô đơn. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn cảm nhận được trong đầu nhiều hơn một cái kiếm quyết, này kiếm quyết là một phù văn lạc ấn, Mạnh Hạo không cách nào hiểu ra, nhưng mà có thể cảm nhận được mình có thể đem vận chuyển, phóng xuất ra trong kim đan mùi rượu, hai lần về sau, ấn ký này sẽ tiêu tán, nhìn xem nam tử đi xa, mạnh hạo lập tức lớn tiếng hô lên, kính xin tiền bối cho biết tục danh, hàng sơn, thanh âm ung dung quanh quẩn, nương theo lấy thanh y trung niên than nhẹ, rất xa rời đi, dần dần tiêu tán tại trong hư vô, mạnh hạo đứng ở nơi đó, hướng về thanh y trung niên biến mất địa phương, ôm quyền thật sâu cúi đầu, hồi lâu, mạnh hạo đứng dậy lúc, dưới chân hắn trăm trượng tảng đá lớn, đã trực tiếp đâm vào cái này khổng lồ tiên kiều thạch hình thành đại địa biên giới, lập tức xé rách bích chướng, xuyên thấu vào lúc, hiện ra ở mạnh hạo trước mắt, là một khổng lồ thế giới.